Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 86. Thuốc tiền không biết mình đã nhận vật này vào trong tay thế nào. Đến khi tỉnh táo lại, cậu nhìn nó lom lom, hy vọng duy nhất trong lòng là có thể nhìn ra chút vết tích chiếu chỉ làm giả. Chỉ cần để cậu nhìn ra nửa phần ngụy tạo là có thể ném trả nó lại nhưng hai ấn tỉ rõ rõ rành rành đóng lên kia dấu lớn là ngọc tỷ truyền quốc trương mà sau khi cậu lên ngôi được người do tam hoàng thúc chỉ định bảo đảm dấu nhỏ hơn là để phụ hoàng cậu khi còn sống chuyên dùng trong tư trương, đã chôn theo cùng ông xuống đất ở lăng tẩm hoa văn song ấn rõ ràng kín kẽ màu mực đỏ thắm do thời gian dài cũng phai bất tươi tắn mà mờ tối dần lẽ nào bệ hạ cho rằng lão thân dám can đảm ngụy tạo chiếu thư giả truyền ý tiên đế tiếng của Lý Thái Phi lại lần nữa vang lên bên tai cậu. Bệ hạ còn nhớ, trước đêm tiên đế lâm trung triệu kiến kỳ vương, là lão thân mang bệ hạ hầu cảnh tiên đế, sau đó bệ hạ buồn ngủ bị thái hậu dẫn đi chứ. Là lúc đó, tiên đế tự tay gửi chiếu thư cho lão thân. Tai thúc tiền ầm vang, máu lạnh khắp người, vật kia từ tay cậu tuột xuống, vô lực đập vào đầu gối thổ. Cậu ngồi phịch ra đất, không khống chế nổi phát run. Ban đầu là tay và răng, ngay sau đó là cả người. Phụ hoàng và Tam hoàng thúc không phải nổi tiếng là đường lệ rượu huy sao sao. Sự kiện phụ hoàng lâm trung tháo đai lưng ủy thác kia đã động vô số người, đã được sử quan ghi chép, không chỉ thế, còn truyền ra dân gian ai ai đều biết, đặt lời ca tụng. Sao cây đường lê ám chỉ tình nghĩa anh em rực rỡ. Là thế giới hư ảo gì chứ? Bệ hạ trong phút chốc khó tiếp nhận, cũng là thường tình của con người. Dầu gì bệ hạ ra đời không bao sâu, không biết lòng người khó lường, xưa nay lại tin tưởng kỳ vương. Cậu nghe giọng Lý Thái Phi đột nhiên truyền thành nghiêm khắc. Tiên đế khẩu dụ, nếu y đi quá giới hạn của ngôi vị, mượn danh nhiếp chính can thiệp vào việc quân muốn nhạn môn bắc tiến, ấy là bằng chứng cho giá tâm của y. Tiên đế lệnh cho lão thân, một khi có manh nha việc này sẽ chọn cơ hội truyền di chiếu đến bệ hạ, bệ hạ phải tuân theo ý chỉ, chặt chẽ đề phòng, tiến hành đối phó loại bỏ tai họa, Bảo đảm xã Tắc Tông Miếu. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Thuốc Tiền trợn mắt, khan giọng giận dữ đáp. Ý Bệ hạ là sao? Là không tin sau vẻ đại trung bên ngoài của kỳ vương còn có lòng lạ, hay là gặng hỏi Tiên đế thánh minh? Lý Thái Phi nhặt di chiếu nơi trước đầu gối cậu lên, cung kính đặt vào trong hộp. Di chiếu là thật hay giả, lòng Bệ hạ tự biết chắc. Ngay cả di mệnh của Tiên đế, Bệ hạ cũng dám không tuân theo. Thuốc Tiền ngậm miệng, Lý Thái Phi nhìn cậu một lát, thở dài, tiến lên đỡ thúc tiền đứng dậy từ từ ngồi xuống giường. Bệ hạ, bà ấm giọng hô, tiên đế vốn không hy vọng để ngài biết có bức chiếu thư này đâu. Không chỉ thế, người không muốn thấy hôm nay nhất chính là tiên đế. Thúc tiền khó khăn ngóc cái cổ cứng đờ, ngẩng lên, đối diện ánh mắt Lý Thái Phi. Cậu thấy vẻ đồng tình và thương tiếc trong ấy. Chuyện năm đó bệ hạ hoàn toàn không biết, kỳ vương ỷ được cưng chiều, dò ngó môi cao, anh minh như thánh võ hoàng đế cũng từng bị y mê hoặc. May tiên đế quang minh lỗi lạc, giữ vững hành kiểm, trên có tổ tông phù hộ, dưới có bá quan ủng hộ, mới gian nan bảo vệ chính tông. Nhưng tai họa vẫn chưa yên. Sau khi tiên đế kế vị, trong ngắn ngủi mấy năm, đám hoàng huynh của ngài vốn đang hòa thuận lại thủ túc tương tàn, sau lưng chưa chắn không phải trò kích động của kỳ vương. Thủ đoạn y thế nào hẳn bệ hạ phải rõ, y đã bí mật đến mức không thấy được thôi, đến khi tiên đế lâm chung, để kỳ vương nhiếp chính thực ra cũng là tình thế ép buộc có chỗ bất đắc dĩ lúc ấy cao vương thành vương thế lớn dẫu tiên đế đã biết tai họa ngầm rất lớn song cũng đành phải thêm quyền uy cho y đẩy lên phụ chính bệ hạ tiên đế quả thật đã tận tình tận nghĩa ý chiếu chỉ này tiên đế vốn đã được giao phó là bước bất đắc dĩ cuối cùng hy vọng duy nhất khi ngài còn sống chính là kỳ vương có thể cảm niệm tình huynh đệ dùng lòng thần phục thuần khiết trước sau như một phụ tá bệ hạ đợi triều chính dẹp yên đến trường chính bệ hạ phong thêm vương hào cho y, tôn hắn như hiền vương thứ hai, thế đã thành toàn cho thiên gia đại ngụy ta một đoạn giai thoại. Sao kỳ vương lại tự cô phụ tiên đế? Y đúng là có mấy phần tài cán, sau khi lên nhiếp chính đã thực hiện nhiều bước đi nhanh chóng trong triều chính, vượt xa tiên đoán của tiên đế. Tiên đế vốn cho rằng ít nhất 6, 7 năm sau, đợi bệ hạ từ từ trưởng thành, có thể hiểu chuyện hoàn toàn thì đại ngụy sẽ có sức lực chiến đấu với bên ngoài. Nào ngờ mới đó, Y đã cưỡng ép đưa chuyện này vào chuyện này một ngày hai. Bắt đầu từ lúc y làm thông gia với nhà họ khương lão thân đã biết không ổn. Bệ hạ, nếu y thật sự một lòng cân nhắc vì bệ hạ thì đã không nên mưu đồ xuất binh. Mọi thứ đều phải đợi đến lúc bệ hạ chân chính cầm quyền, do bệ hạ làm chủ mới có lợi cho bệ hạ. nhưng y không kịp chờ đợi, y muốn khai chiến ngay trên tay mình. chuyện mà tiên đế lo lắng nhất quả là vẫn xảy ra. Mục đích của y vì sao trận này hiện giờ không thể đánh lan vinh đã bẩm báo bệ hạ lão thân không nói nhiều nữa bệ hạ thông minh tự tưởng tượng sẽ có thể hiểu rõ một năm qua lão thân lo lắng như lửa đốt nhiều lần muốn nhắc nhở bệ hạ đề phòng song lòng tin của bệ hạ với y cực sâu đậm mãi chẳng có cơ hội cho đến hôm nay tình thế đã không thể lui thiên hạ rộng lớn người duy nhất còn chế trụ được y chỉ còn một mình bệ hạ lão thân không thể cầu thả qua loa xem thường nhắc nhở của tiên đế, đành mở bộ mặt chân chính của nó ra cho bệ hạ. Mong bệ hạ theo di chiếu của tiên đế, tuân lệnh mà làm. Thúc tiền khàn khàn nói. Ngày mai trên đại triều hội, này ấy sẽ rời danh hàm nhiếp chính vương trước mọi người. Lý Thái Phi khẽ giật mình, đưa mắt nhìn tấu trương rơi rớt trên giường cậu, thoáng nghĩ đã rõ. Bà nói. Bệ hạ cho rằng y ngoài miệng chủ động đưa ra chuyện trao trả chính vụ, là chung với bệ hạ sao? Sai y tâm cơ thâm trầm, làm việc cẩn thận. Hiện giờ sắp xuất binh, nhất định y cũng tự trột dạ, sợ bệ hạ cảm thấy ý đồ của mình, cố ý làm vậy thôi. Y từ bỏ danh hào thì vẫn là quyền thần duy nhất trong triều đình, bá quan vẫn cứ nghe hiệu lệnh của y, bệ hạ cũng vẫn là hoàng đế bù nhìn. Y đây là lấy lui làm tiến, để bệ hạ vẫn tin tưởng không nghi ngờ y thôi. Cách duy nhất có thể chứng minh y không có gì tâm chính là lập tức bỏ giờ chiến sự, giải trừ binh quyền của người nhà họ Khương. Bệ hạ có thể thử xem xem y có nhận lời hay không. thuốc tiền không lên tiếng, không một phản ứng. Lý Thái Phi lặng lặng ngồi kề bên cậu một lát, lại thở thật dài. Bệ hạ, tiên đế cả đời nhân hậu, mỹ danh lan truyền, sao ngài vô duyên vô cớ gây bất lợi cho huynh đệ thủ túc chứ? Ngài lo lắng hết lòng vì bệ hạ, trước khi lâm trung còn khổ tâm chủ tính. Bệ hạ không cần có bất kỳ ý nghĩ không đành lòng gì. Năm ấy kỳ vương bệnh nặng, nếu không có tiên đế cắt thịt cứu chữa, y đã chết lâu rồi. Còn sở dĩ tiên đế mất lúc tráng niên cũng là vì cắt thịt dẫn đến bệnh lâu người yếu. Nói tiên đế dùng mạng mình đổi lấy mạng y cũng không quá. Giờ đây y lại có dị niệm trong lòng, xứng chết không tha. Ánh mắt đờ đẫn của thúc tiền bỗng nhúc nhích, rốt cuộc, rời khỏi hộp chiếu thư từ từ chuyển đến khuôn mặt lý thai phi. Tiên đế đã dự liệu được hết thảy, cũng đã thu xếp giúp chấm hết thảy. Vậy, Ngài ấy muốn chấm giết thế nào đây đêm nay ra tay luôn ư nét mặt cậu cực kỳ quỷ dị như cười như không lúc xanh lúc trắng như giả quỷ Lý Thái Phi phủ thêm một lớp áo lên người cậu bệ hạ chớ hiểu lầm hiện giờ cả chiều đều là nanh vuốt và tai mắt của y trong thành trường an Phàm chỉ cần điều binh cũng sợ không thể gạt được lưu hướng Trần Luân Dĩ nhiên không thể cùng y cứng đối cứng không phải y đã tự thân từ trước sau trời cao giúp sức không thể có cơ hội tốt hơn ngày mai bệ hạ thuận thế nhận lời lấy lại phong hàm nhiếp chính của y để tránh y ỉ vào ngôi vị ôm lấy các quan tiếp tục muốn làm gì thì làm thêm nữa khi có thể nhanh chóng tiêu đình chiến sự nghĩa cách giải trừ binh quyền trong tay người nhà họ khương nếu không một khi xuất binh cục diện phát triển thế nào khó ai đoán trước đến trường đó muốn ngăn cản e rằng có đánh được quân địch một ngàn cũng đã tự tổn hại tám trăm không cần lo không có ai giúp tiên đế cũng biết kỳ vương khó đối phó con đường lớn không chỉ một mình ngài, tiên đế cũng đã giữ lại cho ngài vài người khác, đều là trung thần của bệ hạ, căn cơ thâm hậu, trước đây tránh gặp mặt mà ẩn náu lánh mặt thôi, đến chừng đó sẽ đứng cả ra. Mặt khác, bệ hạ nhất định phải tranh thủ được sự ủng hộ của hiền vương. Về sau không những không thể có chút đối đãi kinh bạc mà càng thêm cất nhắc hơn trước. Ông ấy là người hiểu chuyện, bệ hạ là nhất mạch chính tông của đại ngụy, chỉ cần bệ hạ dùng lễ đối đãi, ông ta không có lý do không theo bệ hạ chỉ cần tạm thời ẩn nhẫn, cùng y lá mặt lá trái, từ từ mưu tính. Đợi thời cơ đến, phất cờ đánh úp, cộng thêm có gì chiếu hỗ trợ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất cả do bệ hạ. Ánh nến tối dần trong tầm điện, Lý Thái Phi nhìn khuôn mặt đã méo mó của thiếu đế. Bệ hạ, lão thân biết chuyện đột ngột, song xin bệ hạ ngẫm lại, thân phụ và thúc phụ, ai sẽ thật lòng cân nhắc vì lâu dài của ngài. Mắt thúc tiền đỏ bừng, chậm rãi xoay đi cuối cùng dừng mắt trên chiếc hộp, không nhúc nhích. Lý Thái Phi theo ánh mắt cậu nhìn lại. Bệ hạ, ngài là hoàng đế, không được có lòng giả dạ đàn bà. Phòng hoạn chưa đến, kỳ vương nhất định phải diệt trừ. Sau khi trừ bỏ y, cũng không thể bỏ mặc ngoại thích. Mục đích nâng đỡ đám người ấy để cho ngài sử dụng, giúp ngài thâu tóm quyền lực. Cuối cùng, tất nhiên là bệ hạ sẽ một tay nắm đại quyền, chính thống kế tục. Đây là lời cuối cùng mà tiên đế để lại cho bệ hạ, bệ hạ ghi nhớ, chớ cô phụ niềm trong mong tha thiết của tiên đế đối với bệ hạ. Lý Thái Phi trịnh trọng nâng di chiếu, chuyển qua tay thúc tiền, bước đi trong hoàng cung tối đen âm u. Từ sau khi Minh Đế chết, cả ngày bà thu mình trong thâm cung nơi mà mỗi lúc một tàn ra mùi mục nát, không chút thu hút. Chỉ khi nào cần đến bà, mới được người nhớ tới. Bà là đại biểu cho biểu tượng hiếu đạo của hoàng gia, một con dối sống, thế thôi. Nhưng đêm nay, bà lại hoàn toàn khác bà phàm phất bị một con côn trùng vốn nấp trong đất ngủ đông bị tiếng sấm thức tỉnh. Quay lại cung đôn ý, một mình bà đi thẳng vào hậu điện thờ bài vị võ đế, đứng thật lâu, bỗng, phát ra một chàng cười quái dị như tiếng cú hú đêm. Giờ phút này, bà chỉ thấy tất cả oán hận và không cam tâm cả đời chôn giấu thật sâu trong lòng đều được phát tiết, thoải mái vô cùng, bà giơ ngón tay chỉ vào thần vị lộ dưới ánh nhang nến lờ mờ, nghiến răng nghiến lợi. Bệ hạ, uổng công ngài cửu ngũ trí tôn. Tự phụ anh hùng, chết rồi, chuyện sau lưng, ngài có thể làm gì được nữa? Ta cay cay đắng đắng nhịn nhục cả một đời, đổi lại cái gì? À đàn bà kia, dựa vào đâu mà chiếm mọi thứ của ta? Không phải ngài sùng ái hà nhất sao, trận to mất đi, nhìn cho rõ ràng. Con của à chẳng mấy chốc sẽ gặp xui xẻo. Một đứa con trai khác của ngài sẽ báo thù cho ta. Ngài không ngờ sẽ có một ngày này nhỉ. Đáng tiếc, ngài đã chết rồi, nhưng không sao, à vẫn còn sống mà để à thay ngài nhận lấy cả đi. Giọng lý thái phi khàn đục quanh quần nơi hậu điện âm u, thật lâu không dứt. Đêm tận, nguyên đán năm thiên hòa thứ ba, đúng hẹn mà tới. Đây là năm thứ tư thiếu đế thúc tiền đăng cơ. Năm ngoái, sau khi quét sạch cao vương thành vương và một đám quan liêu làm phản xong, trong triều đình phát sinh rất nhiều chuyện. Nhiếp chính vương cưới khương gia nữ tướng, nam tuần, căn bệnh kỳ lạ của thiếu đế kéo dài mấy tháng, cuộc chiến tranh tám bộ, rồi cuối cùng là tinh biến động đất. Bình luận được mất, tóm lại, toàn bộ đã qua đi, có thể nói hết thảy đều tốt đẹp. Hôm nay chưa đến canh năm, bên ngoài có vương thần ngoại bang tham dự đại triều hội từ khắp trốn trường an toàn bộ tề tụ ở Hoàng Cung, số lượng lên tới 3.000. Bên trong ngoài quan viên ở Kinh Thành, còn có không ít các giải quan các nơi đến. Điện tuyên chính rộng minh mông cũng không đủ chứa, quan viên có chức vị hơi thấp chỉ xếp hàng ở quảng trường ngoài điện không cần nhắc đến, chờ sau khi đại triều hội kết thúc sẽ còn tiệc rượu đón Tết Nguyên đán, tạp kỹ, giao tế các loại. Mọi thứ kết thúc cũng phải mất ít nhất 3 ngày. Hoàng đế chưa xuất hiện, nhiếp chính vương cũng chưa có mặt, nhưng ngoài điện đã đông, người người mặc bào phục mới tinh, trên mặt tươi cười, hàn huyên với nhau. chương 87 Hôm nay không ai vắng mặt. Lan Vinh người nhiễm bệnh ngoài y muốn biến mất mấy ngày cuối năm cũng đến một vị yếu viên khác năm ngoài cao ốm nghỉ dài hạn ra mặt chưa tới vài lần cũng tới. Chính là thượng thư bộ binh cao trúc. Năm ngoái, viên thượng thư này ngoài việc chủ trì cuộc thi đấu sáu quân gia, phần lớn thời gian còn lại đều ở trong tổ trạch của mình quận Kinh Triệu, phụng dưỡng mẹ già sinh bệnh. Cha của Cao Trúc đi theo Cao Tổ nhiều năm, là một trong số ít đại tướng được ban thưởng quân công vinh quan. Bản thân ông cũng có thể xuất trinh tiện chiến, dưới trương thánh võ hoàng đế lập qua đại công, lấy hiếu mà xưng nhiều lần được minh đế coi trọng đảo hiếu khen ngợi. Năm ngoái vì phụng dưỡng mẹ giảm cao trúc bất đắc dĩ xin nghỉ, chuyện của bộ binh bình thường truyền qua thị lang xử lý. Ông đang chắp tay với các quan triều bên cạnh, chúc tết lẫn nhau, bỗng nghe tiếng thông báo. Nhiếp chính vương đến. Truyền đến. Quảng trường người đứng đầy ngoài điện mở ra một con đường, nhiếp chính vương đi tới. Đám người dối rít xông lên, tranh nhau chắp tay làm lễ, chúc tết. Thúc thận huy tươi cười, vừa đi tới điện chính, vừa chắp tay trả lễ với triều thần hai bên. Lan Vinh Cao Trúc dừng ở gần cửa điện, đợi y đến gần, cũng chậm chậm ra khỏi hàng, thi lễ với y. Thúc thận Huy dừng mắt lên hai người, đoạn hỏi sức khỏe Lan Vinh, mẹ Cao Trúc. Rồi nhẹ gật đầu bước tiếp vào đại điện. Hôm nay hai bên đại điện, phía bắc bố trí đội thiều nhạc Trung Hòa. Trên bậc thềm son, nghi trượng bộ lỗ sáng sủa. Trong điện và trên bậc, vệ quan đứng hầu, còn có tới mấy ngàn giáp sĩ anh Tuấn xếp hàng kéo dài ra ngoài cửa cung. Cầm cờ ngũ sắc, ngựa, tê giác, thủy thú dùng để tham dự nghi trượng rồi biểu diễn sau đó cũng xếp hàng chờ mừng Tết và biểu lộ uy nghiêm hoàng gia vô thượng. Trong cung gióng lên hồi chống đầu, thúc thận huy dẫn đầu quan viên sứ giả xếp theo thứ tự sau lưng, không ai lên tiếng, bầu không khí trang trọng hẳn lên. Gióng chống lần thứ hai, y đưa đám người vào điện, đứng chia hai bên thềm son, hướng về ghế báu phía bắc đứng trang nghiêm. Lần gióng trống thứ ba, quan chấp sự bái tấu mời thăng điện. Trong điện nổi lên đoạn tiêu nhạc trung hòa du dương mà trang nghiêm, bá quan nhìn thấy thiếu đế được ngồi trên giá đến. Cung nhân mở rèm cuốn, thiếu đế bước lên ngôi. Lúc này trời còn chưa sáng, lửa trượng soi sáng bóng hình thiếu đế. Cậu đội cồn miệng, chán treo rèm trâu, chân đạp giày hoa văn mây trời, hồng đeo bảo kiếm. Lúc xuất hiện, do vóc người cao, nghiễm nhiên dáng vẻ đã có mấy phần trưởng thành. Dạo gần đây bá quan cũng sao động trong lòng, từ khi thiếu đế. Lành bệnh. Ra mặt lại ở triều hội, rất có thái độ càng lúc càng thêm uy. Như hôm nay, tư thế thiên tử, càng thê ập tới. Nhưng rất nhanh sau đó, vài quan viên hàng đầu sắp vào chỗ như phương thanh, xuyên qua lớp màn châu phát hiện sắc mặt của thiếu đế không mấy tốt. Mặt ngài trắng xanh, mắt có dấu hiệu sương húp như đêm qua chưa được ngon giấc. Tết năm nay khác mọi năm, ý nghĩa đặc biệt khác thường. Rất nhiều người đều suy đoán, hôm nay thiếu đế sẽ tuyên bố nhạn môn dụng binh. Đây là một đại sự kiện liên quan đến quốc vận. Dẫu sao thì ngày lịch duyệt có hẳn, không giống như nhiếp chính vương quen thấy phong ba, chắc hẳn đêm qua quá kích động, mất ngủ bố trí. Pháo hiệu ngoài điện báo giờ đã xong, bọn phương thanh theo ngay sau nhiếp chính vương, lại chúc tụng đan bệ sau bốn lần, tiếp đó là đại triều bái đầy vui vẻ nhưng thực ra cực kỳ phiền phức. Quan viên có tư cách theo thứ tự phần vị bắt đầu tiến lên trúc biểu, thị lang hoàng môn hà thông tuyên đọc, hoàng đế khen ngợi, truyền ra ngoài điện, tất cả quỳ xuống, phủ phục, bình thân, theo thứ tự không ngừng. Sao đan, màu đỏ, chỉ bậc thềm đỏ của vua ngồi. Món nghi thức xã giao này ban đầu còn được, cứ thấy nhiều vòng không khỏi dày vào người ta, xong đã là lễ chê ai dám không kiên nhẫn. Rốt cuộc đợi đến kết thúc xong xuôi trời đã sáng choang, những viên quan giả yếu đã lộ vẻ mệt mỏi. Quan lễ bộ tấu nghỉ, tuyên bố điển lễ kết thúc, trong tiếng nhạc vang lên, hoàng đế định bãi chiều, thì đám người nhìn thấy nhiếp chính vương chậm rãi ra khỏi hàng. Hôm nay chính đán, vạn vật đổi mới, hoàng đế bệ hạ, phụng thiên vĩnh xương. Thần có một chuyện, muốn nhân dịp này thượng tấu, xin bệ hạ ân chuẩn. Nói xong, hai tay y dâng lên một cuốn tấu chương bọn phương thanh chắc rằng, nhiếp chính vương tấu muốn dụng binh, đều lặng lặng quan sát. Kẻ hầu từ đan bệ nhanh bước xuống, nhận lấy trình lên trước thiếu đế. Cậu chậm rãi mở ra, dừng mắt trên tấu trương, thật lâu không lên tiếng, chỉ cúi đầu như đã nhập định, hàng châu rũ trên mũ miệng, không chút nhúc nhích. Thật lạ thường, xưa nay, đối với tấu trương của nhiếp chính vương, thiếu đế luôn gật đầu ngay, chưa từng thấy ngài phản ứng như hôm nay. Bầu không khí trong điện dần thay đổi, bá quan xôn xao ngẩng lên ngó hai người thiếu đế nhiếp chính vương. Tấu trương túc thần huy trình lên, là giã từ ngôi vị nhiếp chính vương. Đây là chuyện lớn, dẫu đêm qua đã nói xong, tuy không dự đoán hay tập trước, song ở trước mắt triều thần, tất nhiên ban đầu hoàng đế không chịu, y sẽ lại lên tiếng xin từ vị, hoàng đế lại không ưng thuận, y lại từ, như thế ba lần, chuyện sẽ định. Nhưng, phản ứng của thúc tiền ngay lúc này thật cổ quái. Y nhìn chó mình, chờ hồi lâu, nén nghi ngờ trong lòng, mở miệng. Bệ hạ, được tiên đế tin cậy, thần nhiếp chính đến nay, không ngày nào không như dẫm trên băng mỏng, dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng ứng đối. Hôm nay là mồng một năm thiên hòa thứ ba, bệ hạ đã trưởng thành, anh tư bừng bừng phấn chấn, thần cho rằng, bệ hạ đã đủ. Đang nói, bá quan nhìn thấy thiếu đế đột nhiên đứng dậy, cắt lời nhiếp chính vương, khàn giọng nói. Hôm nay còn có việc khác không thể chậm trễ chuyện của nhiếp chính vương, này sau bàn lại. Nói xong, bước nhanh xuống đàn bệ. Biến cố thế này, dù là ai cũng không ngờ. Đại thần nhìn nhau, cuối cùng nhìn nhiếp chính vương. Thúc thận huy dõi theo bóng thiếu đế nhanh chóng biến mất sau đám người theo hầu, sừng ra một lát, phát hiện bọn hiền vương phương thanh bên cạnh đang nhìn mình, liền xoay lại mỉm cười gật đầu, sau đó cất bước ra đại điện. Ngoài ý muốn trôi qua rất nhanh, ba ngày kế tiếp, thiếu đế dẫn quan viên yến hỉ, xem tạp kỹ, Tế tự cử hành khánh điền mùng một chung vui cùng dân các loại, Cậu bận rộn đến chân không chạm đất. Thúc Thận Huy cũng không nhắc lại chuyện chiều hội hôm chính đán, vẫn đạp trước cũ như thường ngày. Mãi đến ngày thứ ba, Tế tự xong, Thúc Thận Huy dẫn Bá quan đưa thiếu đế hồi cung. Bá quan dừng bước ngoài cửa, Thúc Thận Huy tiếp tục đưa thiếu đế vào trong. Trong quanh chỉ còn hai người họ, Thúc Thận Huy dừng bước, mắt đánh giá Thúc Tiền vẫn mãi yên lặng. Bệ hạ vất vả cả năm, lại ba ngày ăn mừng Tết liên tiếp, hẳn đã mệt. Triều đình nghỉ chiều 7 ngày tới, bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt, chờ tinh thần tốt lên bàn lại chuyện lúc trước, cũng là không muộn. Thúc tiền vẫn không ngước mắt, dù mi, thấp giọng nói. Chuyện trước đây, ta nghĩ rồi, thôi bỏ đi, Chu công cũng thành vương lúc 20, đằng nào cũng thành vương, ta còn trẻ lắm, ta sợ ta không thể khống chế triều chính. Thúc thận huy nhìn cậu. Bệ hạ có chỗ khó xử à? Không, chỉ là ta không muốn ánh mắt cậu dao động lầm bầm thúc thận huy im lặng một lát lại mở miệng vậy để bàn sau còn chuyện liên quan đến chuyện đó cũng nói sau đi thúc tiền bỗng ngắt lời y cho ta suy nghĩ lại một chút xuất binh là đại sự trong triều cũng có người phản đối thúc thận huy thấy đứa cháu cuối cùng cũng nhìn mình trong ánh mắt như mang theo mấy phần năn nỉ và cầu xin tam hoàng thúc cũng vất vả lâu vậy rồi này nghỉ ngơi mấy hôm thật tốt đi, chuyện này sau này hãy nói. Ta đi. Cậu lung tung nói xong, quay người cất bước, vội vào cổng cung, biến mất. Thúc thần Huy đứng tại chỗ một lát, quay lại mỉm cười lệnh bá quan giải tán. Sau đó là 7 ngày nghỉ phép liên tiếp duy nhất trong một năm, mùng 10 tháng riêng, triều đình mở lại triều hội. Người người mừng rỡ, tạm biệt nhiếp chính vương xong, xôn xao rời đi. Thúc thần Huy tự mình đưa hiền vương về phủ đệ, trước khi chia tay hiền vương cho hai bên lui thấp giọng hỏi thăm rốt cuộc có chuyện gì sao thiếu đế đổi chủ ý không chịu chấp thuận y từ vị nhiếp chính cũng không chịu hạ lệnh phát binh hai chuyện này thúc thần huy đã báo ông trước thấy thiếu đế thế này lòng không khỏi lo lắng thúc thần huy an ủi ông một hồi nói không có gì lớn chỉ là tạm thời phát hiện chưa chuẩn bị xong nên mới chỉ hoãn hiền vương không hỏi thêm gì nữa sau khi rời đi thúc thần huy trực tiếp quay lại vương phủ Lý Tường Xuân đã ở chờ y, theo y vào thư phòng, đóng cửa thấp giọng. Đêm trước hôm mồng một, đồn ý Thái Hoàng Thái Phi tới thăm bệ hạ, sau khi quay về, một mình ở trước thần vị thánh võ hoàng đế ở hậu điện buông lời oán giận, hình như liên quan đến trang Thái Hoàng Thái Phi, ngôn từ bất kính. Bà ta nói gì? Thúc thận Huy hỏi. Lão thái giám lặp lại lời. Thúc thận Huy lặng im. Điện hạ, trong cung của bệ hạ có lẽ cũng có thể dò xét đôi chỗ. Lão nô trong cung nhiều năm, nếu điện hạ cho phép, lão nô cũng có thể. Không cần, Thúc Thận Huy ngăn cản, ông đi xuống đi. Lý Tường Xuân lo âu nhìn y, định nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, khom người vâng dạ, lui ra. Thúc Thận Huy ngồi một mình trong thư phòng, mãi đến khi bóng mặt trời ngả về hướng tây, y chậm rãi đứng dậy, ra ngoài cửa, dừng trên bậc cấp, nhìn về phương bắc, thật lâu, người lặng im. Kỳ nghỉ Tết năm thiên hòa thứ ba còn chưa qua một nửa, đến mùng 6, trong bầu không khí nghỉ ngơi đã bị một tin tức đột nhiên xuất hiện phá vỡ. Tần Hoàng bác địch sĩ thư đưa thư đến nghị hòa, bảo mình thấm nhuần giáo huấn trước đây, sau khi lên ngôi quyết ý ngưng chiến, nguyện đưa nước địch và nước ngụy ký kết hòa ước, vĩnh viễn không xâm lấn phía nam. Để tỏ thành ý, công bố chỉ cần được nước ngụy cho phép, gã sẽ điều động sứ giả đến trường An tiến hành hội đàm, thương nghị biên giới, mở phố chợ buôn bán giữa hai bên tin tức như một viên đá lớn từ trên trời rớt xuống mặt hồ bình lặng, rất nhanh truyền ra, dẫn tới cơn sóng to gió lớn. Hôm mùng 7, vốn nghỉ chiều hội, nhưng không ít đại thần xôn sao nghe hỏi mà đến, vào hoàng cung cầu kiến thiếu đế nhiếp chính vương, mỗi người phát biểu ý kiến riêng mình. Chẳng bao lâu, tiếng nói phe chủ hòa mỗi lúc một lớn, cho rằng đại ngụy muốn đoạt lại ưu yến cũng là cân nhắc đến an toàn các môn hộ phương Bắc. Chiến tranh là hung, với nước với dân rất nhiều bất lợi, huống chi nhỡ thua, hậu quả khó lường. Hiện giờ bác địch chủ động đưa thiện ý, nhãn môn bác cảnh vốn không gì phá nổi, nên quan sát lợi dụng, không thể tùy tiện tấn công. Đại thần vốn ôm quan điểm như này trước đây chỉ dám bàn bạc riêng, giờ không giống. Thượng thư bộ binh cao trúc vừa hồi chiều đứng ra dẫn đầu. Có người dẫn đầu có phân lượng, dư luận lập tức ấp ủ, tiếp đến sẽ vỡ hòa. Còn bọn như Phương Thanh, vốn khịt mũi coi thường tin dạng này, cho rằng là kế hoãn binh của người địch, song sau khi nghe lý lẽ biện luận, phát hiện phe chủ chiến vốn kiên định của thiếu đế lại im lặng. Kỳ lạ nhất là, có chuyện lớn vậy mà liên tiếp hai ngày, nhiếp chính vương cũng không lộ diện. Không chỉ thế, mới hôm qua lại có tin, thủ hạ của tướng quân cấm quân lưu hướng cùng với người địa môn ti xảy ra xung đột, nghe nói là vì thù của kết từ cuộc thi xuân, người của lưu hướng không chịu thua, đánh đối phương trọng thương. Ngự sử đã lập tấu mô phỏng, định sau lễ sẽ tấu lưu hướng. Chuyện Lưu Hướng và họ Khương có dễ má riêng, cả triều đều biết. Mà quan hệ giữa nhà họ Khương gia và Nhiếp Chính Vương, càng không cần nói. Nhiếp Chính Vương cầm quyền mấy năm, không bày không đảng, ngoài một nhánh dòng họ y gần gũi từ nhỏ, dù là Phương Thanh được y trọng dụng như đại thần mấy năm gần đây, ngày thường hạ triều xong cũng không qua lại. Chỉ mỗi Lưu Hướng được cho rằng là thân tín của y. Nếu đặt vào ngày thường, chuyện tuyệt đối không tính là chuyện lớn gì cùng lắm cũng hỏi tội một đỗi thôi, nhưng trùng hợp lại phát sinh ngay quan khẩu, xem ra còn có ý có mưu đồ lớn, nhớ tới hôm chiều hội nguyên đán thiếu đế có cử động khác thường, bọn phương thanh nghĩ lại, sau lưng phát lạnh, đối mặt với luận điệu phe chủ hòa ngày càng lớn, tiếng thúc dục phát binh không khỏi từ từ bé lại. Ba hôm sau, mồng 9 tháng riêng, một ngày trước khi chiều hội mở lại, ban đêm, thúc thận huy đã nhiều ngày không lộ mặt, xuất hiện. Y vào cung, bước vào trước ngự thư phòng cầu kiến thiếu đế, đưa cháu không còn trốn tránh như trước, vội vội vàng vàng bước về phía mình, miệng nói. Tam Hoàng Thúc, Ngài tới rồi, nếu Ngài còn không đến, ta còn phải đi tìm Ngài. Tin từ Đại Hưng đưa tới hẳn Ngài cũng đã biết, mấy hôm nay dù rằng đang kỳ nghỉ nhưng triều thần đều nhiệt liệt thảo luận. Cao Trúc dân tấu trương, lý luận ngưng chiến lấy hòa. Ông ta cũng là Đại tướng có chiến danh riêng, ta thấy ông ấy nói cũng có phần có lý. Ngài xem cậu nhanh chóng lôi một biểu văng trong đống tấu chương trên bàn ra, đưa lên, dùng ánh mắt mong chờ nhìn y. thuốc thận huy nhận lấy, nhưng không mở ra, nhẹ nhàng đặt qua một bên, thi lễ với thuốc tiền, lập tức nói: thu phục môn hộ phương bắc là hơi thở vốn có từ thời cao tổ lên ngôi đến giờ. vì sao hiên giờ cần xuất binh? lúc trước thần đã tường thuật trong ngoài tấu chương, truyền đọc bá quan. thiên thời địa lợi nhân hòa, cả ba đều có, không chỉ thế, nhạn môn đã tập trung hỏa lực chờ lệnh sĩ khí đương cao, nếu kêu dừng, lòng quân tan giá, tương lai đợi đến chừng sĩ thư ngồi vững ngôi vị hưng binh xuôi nam, thì lại bị động đối phó, muốn thủ thắng, e là đại ngụy ta sẽ phải bỏ ra một vốn liếng cao hơn hiện nay. Thần chỉ không nghĩ ra vì sao đối phương chỉ mới đưa ra câu chuyện tốt bằng miệng đã từ bỏ cục diện có lợi cho ta. Thúc tiền miễn cưỡng cười. Có thể bàn lại mà, dù sao dụng binh cũng là chuyện lớn. Thời gian không chờ người, cơ hội đánh trận thoáng qua liền mất nhưng nhiều người phản đối vậy. Không phải trước giờ tam hoàng thúc ngươi dạy ta, phải rộng đường ngôn luận. Thúc tiền lúng túng nói, mắt ngó nghiêng. Bệ hạ. Thúc thận huy gọi. Đêm giao thừa, đôn ý thái hoàng thái phi gặp bệ hạ. Thái độ bệ hạ chuyển biến lớn thế này, phải chăng có liên quan? Thúc tiền giật mình, đột nhiên nhìn y. Ngài giám sát ta, ngay sáng mùng một thái độ bệ hạ tự dưng khắc thường, chắc chắn có nguyên nhân. Thần từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung, nhiếp chính đến nay những chuyện như này nếu thần muốn biết không cần giám sát. Thúc tiền như quả banh bị trong thùng chậm rãi cục mắt không lên tiếng. Thúc thần huy chăm chú nhìn cậu. Là cung đôn ý nhận di mệnh của tiên đế lệnh cho bệ hạ đề phòng thậm chí ban chết cho thần. Thúc tiền hoàng hốt lòng cuồng loạn một trận sắc mặt đột biến cậu bỗng ngẩng lên đối mặt với hai luồng ánh mắt ánh mắt đấy đầy bình tĩnh gió thổi đám bèo y bàn đến cái sống và chết của mình, cứ như nhàn nhã tàn bộ, không gợn sóng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 88. Mặt thúc tiền trong khoảnh khắc sưng đỏ, không biết sao một câu y đã nói chúng, cứ như lúc ấy y ở ngay bên cạnh, tận mắt đọc di trì. Cậu vô thức muốn nói cho người trước mặt rằng, mình không tin những lời kia. Lùi một vạn bước, xem như thúc ấy thật sự ngấp nghé hoàng vị của mình, cậu cũng sẽ không làm theo di trì. Đúng vậy, cậu tuyệt đối sẽ không, cậu có thể thề, di chỉ đó, thậm chí khiến cậu vừa nhớ lại đã thấy phẫn hận. Ở đại triều hội nguyên đán, cậu đang cơn xúc động từ chối lời từ vị, chính là phản kháng trong im ắng di chỉ ấy, nhưng cậu phát hiện mình không có cách nào phản kháng đến cùng. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thật mềm yếu, lòng cậu quá rối loạn, như vòng trời trên đầu đột nhiên bị phá thùng, trong phút chốc không biết làm thế nào mới phải. Cậu và Thúc Thần Huy nhìn nhau chốc lát, cuối cùng chật vật rơi mắt, lắp bắp phủ nhận. Không, không có chuyện đó, Tam Hoàng Thúc suy nghĩ nhiều rồi. Bà ấy, bà ấy chỉ đến thăm ta thôi. Nói xong, cậu chỉ cảm thấy khiếp đảm, đến tim cũng bóp ra mồ hôi, sợ người đối diện không chịu buông tha, còn muốn hỏi tới. May thay người ấy không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cậu. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú ấy, cảm giác may mắn cũng nhanh chóng không còn sót lại chút gì. Không biết mồ hôi nóng hay mồ hôi lạnh, bắt đầu dòng dòng chảy lên chán và không ngừng túa ra bên ngoài. Cứ như không là bao, lại cứ như đã đau đớn hồi lâu, thúc tiền nhìn thấy y chậm rãi gật nhẹ. Thần biết rồi, thần cáo lui. Nói xong, như thường lệ, cung kính thi lễ với cậu rồi quay đi. Thúc Thận huy ra khỏi ngự thư phòng, bước chân vẫn như thường lệ, không nhanh không chậm, đi trong đêm tối biến thành bóng ảnh chìm trong cung khuyết trùng điệp, cuối cùng, về tới văn lâm các nơi đây vốn đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị để y rời đi, đang dọn một nửa thì dừng lại. Cả tòa văn lâm các giờ đây cũng chìm vào bóng đêm đen như mực, trong ngoài không thấy chút ánh đèn. Y chậm rãi đứng trước thềm cấp các, đứng lặng. Theo sau lưng y trương bảo bước nhanh vào, hô gọi kẻ hầu bên trong đã thiếp đi. Mấy người bừng tỉnh, châm đèn sáng, theo trương bảo ra đón người, vọt ra tới ngoài cổng lớn đã thấy trước thềm trống rỗng, không còn bóng dáng. Thúc thận huy đi tới thái miếu, Giờ này, quan chỉ túc phụ trách cũng đã nằm ngủ, chợt bị thủ vệ gọi tỉnh, vội đứng dậy, đến gần bái kiến xong cũng không dám hỏi nhiều, mở cổng. Y một mình đi qua thần đạo lờ mờ đến trước miếu, đẩy cửa chính. Cùng tiếng trụ cửa nặng nề chuyển động, cửa điện mở ra. Y bước qua ngạch cửa cao cao, vào tòa u điện thần thánh thâm sâu, đi tới thần vị mấy quân chủ đã khuất của đại ngụy. Nơi đó, nến sáng đốt ngày đêm không tắt, mỗi đến sóc, nhìn đến ngày, tế tự phụng hưởng đèn minh hồn trông coi tổ phụ của y phụ thân và huynh trưởng của y thúc thận huy xoay mặt về thần đàn khoanh chân ngồi xuống đất từ đỉnh điện thông với trời bóng tối vô biên nghiêng tràn xuống nuốt chửng bóng y y ngồi chỗ sâu thẳm trong đại điện nhắm mắt lặng lặng ngồi một đêm như thiếp đi đến tảng sáng ánh nắng đầu tiên mờ mờ xuyên qua khe hở cổng điện mà vào y chậm rãi mở mắt một đêm trôi qua khi y mở mắt mặt y giống như tấm bảng hiệu ngoài điện giờ này, phủ kín một lớp màu nhợt nhạt, mắt y cũng hõm xuống thật sâu, đáy mắt đầy tơ máu. Y đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo vì ngồi một đêm, lập tức theo thứ tự bái thần vị của cao tổ và võ đế, xong xuôi, y chậm rãi quay lại nhìn một bức thần vị ở cuối cùng một lát, đến gần, cuối cùng đứng đối diện. Hoàng Huynh, xưa nay hạ thần phụ tá quân vương không phải chuyện dễ, nếu không sao phạm lãi có mới nới cũ. Phụ thần còn vậy, cuống hồ là nhiếp chính ngày đó thần đệ tầm giết cao vương ông ta đã từng oán nguyền thần đệ chẳng qua thần đệ vốn cho là đến trường bệ hạ lớn lên hiểu quân vị chỉ có một không muốn bị người trói buộc mới cách lòng với thần đệ thần đệ thực không ngờ giọng y như suối đông đóng băng mắt như bỗng dưng tụ máu khoe mắt cũng đầy tơ đỏ mọc lên im lặng một lát nói tiếp thần đệ không ngờ sớm đến một ngày hôm nay là bởi vì hoàng huynh gạch nối dài gạch nối dài thần đệ luôn tự phụ thông minh hơn người thì ra trước giờ vẫn suy nghĩ quá đơn giản giờ nghĩ lại cũng có thể hiểu được bậc đế vương như huynh phải nên có băn khoăn ấy thực tế thì chính thần đệ cũng luôn dạy bảo tiến nhi như thế nhưng thần đệ không thể ngừng dụng binh đây là có cơ hội chiến đấu có lợi nhất cũng là cơ hội vô số tướng sĩ nhạn môn chờ đợi từ lâu bỏ lỡ nó biến số quá lớn trả giá còn chưa biết nếu dụng binh ngay lúc này sẽ gây bất lợi cho tiễn nhi thần đệ xin lỗi hoàng huynh nhưng này đó đã làm nhiếp chính thì hết thầy lấy nước làm đầu với đại ngụy thần đệ không thẹn với lương tâm người yên tâm tiễn nhi là thần đệ trông chừng lớn lên thần đệ tin cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một quân vương phù hợp đây cũng là tâm nguyện trước giờ của thần đệ chờ làm xong chuyện này thần đệ sẽ không để tiễn nhi khó xử cậu ấy cũng không dễ dàng tại chỗ sâu trong điện tối, cách khói xanh lượn lờ, thúc thần huy đối mặt với thần vị như ẩn như hiện trên cao, dùng giọng điệu bình tĩnh nói xong một câu sau cùng, không ở lại. Y xoay người, nhanh chân bước ra khỏi thái miếu. Bên ngoài, trời còn chưa sáng, ý lạnh tràn ngập. Y một mình bước trên thần đạo thẳng tắp ra ngoài, bước chân vững vàng, bóng hình kiên quyết. Y chắc chắn dốc hết toàn lực, không tiếc giá phải trả, hoàn thành chuyện này đây là một chân chiến liên quan đến quốc vận đại ngụy, đây cũng là tâm nguyện nhiều năm của nàng ấy. Y đã nhận lời nàng, sẽ đưa lệnh phát binh đến nhạn môn. Thúc thần huy về tới văn lâm các. Đêm qua trương bảo không tìm được Y, kinh hoàng xuất cung đi gọi Lý Tường Xuân. Lão thái giám lệnh cho cậu không cần lộ ra ngoài, quay về yên tĩnh chờ ở đấy. Giờ thấy Y cuối cùng đã về, âm thầm nhẹ thở phào. Thúc thần huy vào chỗ xưa nay làm việc, không để ai hầu hạ, tự mình sắp xếp, trong ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ, lôi sách bút vốn đã đóng gói một nửa bút, từng thứ từng thứ sắp xếp trở lại. Điện hạ, lưu tướng quân đến. Bên ngoài có tiếng thông truyền. Lưu hướng được gọi tới, vội bước vào, cúi đầu quỳ xuống đất. Điện hạ, vi thần có tội, chỉ là chuyện đột ngột quá, bọn thủ hạ nói là người địa môn ti khiêu khích trước, không nói đạo lý, xông lên liền vây đánh, lấy nhiều khí ít, nên bọn mới bất đắc dĩ đánh trả. Liêu hướng mấy đêm ngủ không ngon giấc đến giờ sắc mặt đen lại, vẻ lo lắng áy náy. Vi thần đã gây phiền toái cho điện hạ, vi thần nguyện một mình gánh chịu. Thúc thần huy gác cây cọ mình thường dùng đã mòn đầu lên giá bút, ngồi xuống, mở miệng. Ông viết một sớ tạ lối trình lên cho bệ hạ, nói vết thương cũ trên người tái phát, không thể đảm nhiệm chức vị trước mắt, xin làm thủ lăng úy, xuất kinh, đi thủ lăng tẩm hoàng ra sau núi. Lưu hướng sừng ra, ngẩng lên. Thần ở Hoàng Cung, đảm nhiệm chức vị tướng quân cấm quân liên quan đến an nguy quan trọng của chính hoàng đế, không biết bao con mắt âm thầm giòm trừng. Những năm qua ông được quyền cao chức trọng, đầy phong quang, nhưng sâu trong lòng không giây phút nào ngừng, luôn có một cảm giác sợ hãi bị đạp rơi xuống vực sâu. Là vì thiếu đế nhiếp chính vương thân thiết không có khoảng cách mới gió êm sóng lặng. Nhưng trong một đêm dường như mọi việc đều thay đổi. Mấy hôm nay ông cũng nghe trong chiều có tin nói thiếu đế thay đổi chủ ý không muốn dụng binh nhạn môn. Mà với nhiếp chính vương thì, phát binh hiển nhiên là tên lắp lên dây cung. Giờ đây lưu hướng hiểu ra tất thảy, vết nước đã phát sinh, sóng ngầm cuồn cuộn, vòng xoáy sắp xuất hiện sẽ cuốn mỗi người trong đó vào, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, mình từ vị, còn có thể toàn thân lui ra. Ông cắn răng, nén giọng, từng chữ từng chữ nói. Lưu hướng không đi, có bị biếm thành tiện lại cũng phải trung thành với chủ thượng. Thúc thận huy ngồi ngay ngắn, thản nhiên nói. Lúc trước bổn vương có nói ông không đủ trí lực, quả là thế. Người xuất thân từ binh nghiệp, tâm tư luôn mù mịt mấy phần, tự cho là đúng, thực ra là ngu không ai bằng. Chủ thượng ông là ai chứ? Ông muốn hại bổn vương sao? Người duy nhất ông cần trung thành, là một mình đương kim hoàng đế bệ hạ. Mình ông không muốn sống cũng không sao, vợ con, ông cũng muốn họ đắm chìm vào theo à. Điện hạ. Lưu hướng ngưng nghẹn, không ngừng dập đầu. Cứ vậy đi, ta còn việc khác. Một lát sau, Thúc Thận Huy nói. Lưu hướng ảm đảm, cuối cùng đành đứng dậy, quay người nện bước nặng nề chậm rãi ra ngoài, bỗng, nghe có tiếng phía sau. Hiền Vương có đứa cháu nội, cũng cỡ tuổi con gái ông, ông ấy từng hỏi ta về lệnh ái. Nếu ông bằng lòng, có thể tạm hoãn chuyện hôn sự của lệnh ái, mai này gả cho cháu của Hiền Vương. Lưu hướng bỗng quay lại, thấy mặt y khẽ cười, nhìn mình. Lưu hướng bình tĩnh đứng một lát, mắt hồ từ từ ngậm nước mắt. Đa tạ điện hạ. Ông nghẹn ngào, quay người cúi lại lần nữa, dập đầu thật mạnh. Thúc thận huy phất tay, ra hiệu ông đi, sau khi xử lý mọi người xong, y cũng ra khỏi văn lâm các, đạp lên ánh nắng hơi trắng sáng, rời cung, quay lại vương phủ. Y không đi nơi nào khác, thẳng tiến nhà kho, tìm chiếc dương giữa tháng tư năm ngoái y từng mở ra. Nó vẫn ở nguyên chỗ cũ, nắp đóng kín, vì đã lâu chưa ai động tới trên nắp xương đã phủ một lớp cho bụi thuốc thần huy mở ra lấy thanh nguyệt đao xính lễ bị cô vứt lại cầm theo về phồn chỉ đường y gác đao trên bàn nhìn hồi lâu cuối cùng bỏ vào trong hộp đóng kín gọi vương nhân lệnh điều động người đưa thư đến nhạn môn giao cho cô lại giúp ta truyền lời nói y đứng trước cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài đã chuyển sang sáng rực trầm tư hồi lâu nói rằng trước khi cầu hôn nàng ấy đã chuẩn bị vật này. Bảo nàng phải giữ cẩn thận, chuẩn bị dùng cho sau này. Vương nhân cầm đao đi, lúc này sương sớm tan hết, một luồng nắng mới mọc từ ngoài cửa sổ chợt ào vào, bắn vào trong mắt, thuốc thận huy chỉ thấy sáng đến trói mắt, khiến cho y không thể nào mở mắt. Y nghiêng mặt, khép mắt, né ánh mặt trời mới mọc đầu mùa xuân, dã rời ập tới. Y sai người đem nước lạnh, hai tay dội vào rửa mặt, đợi tinh thần khôi phục lại, mới gọi lão thái giám thay đồ cho mình. Từng lớp, như thường ngày, mặc vào chiều phục, cuối cùng tự tay đội mũ quan, cất bước đi ra phồn chỉ đường. Trời cao có mắt, may mà, người trong lòng nàng ấy, không phải y. Điều không cam lòng nhất mà trước đây từng làm y ăn ngủ không yên, thì ra mới là may mắn nhất đời y. Y chậm rãi ổn định lòng mình, nghĩ tới giờ phút này e rằng nàng ấy đang lo lắng chờ đợi tin tức, nhanh chóng hồi thần, nhẹ dục ngựa, mau chóng rủi đến Hoàng Cung. mươi 89 Mùng 10 tháng riêng, hôm ấy là buổi chiều hội đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, cộng thêm chuyện xảy ra mấy hôm trước, bá quan đã sớm vào cung. Thiếu đế chưa lộ diện tảo chiều, chỉ truyền lời, rằng khó chịu trong người. Không chỉ thế, nhiếp chính vương cũng không xuất hiện. Không nghỉ chiều, vậy thì bá quan theo lệ bãi chiều đi nha môn làm việc. Phương Thanh nhận được tin, nói bọn Cao Trúc không đi, biết thiếu đế đang ở ngự thư phòng, đuổi theo tới. Phương Thanh tất nhiên cũng không lùi, cùng đi theo. Ông chạy tới, thấy thiếu đế ngồi trên môi vị, cao trúc lĩnh người giặt ra, quỳ dưới đất, tay cao cao nâng tấu chương, miệng đang khẳng khái phân trần. Triều đình mới yên ổn không lâu, nên duy trì cục diện, tiếp tục để dân sinh sống, chứ không phải hao người tốn của, cực kỳ hiếu chiến. Như chuyện sĩ thư đăng cơ, không dám mạo hiểm phạm đến thiên uy đại ngụy ta, chủ động đi xứ cầu hòa chính là cơ hội trời cho thần nghe nói người này thí huynh đoạt vị không thể phục chúng hiện giờ trong địch còn tồn tại nhiều phần thế lực hiện giờ nếu ta tùy tiện xuất binh ngược lại nhắc nhở địch đình tự hòa giải một lòng đối ngoại đại ngụy ta được không bằng mất chi bằng thuận nước đẩy thuyền chấp thuận ngồi xem địch đình nội đấu chờ bọn chúng tự chém giết lẫn nhau lưỡng bài câu thương đến chừng đó sức nước đại ngụy ta càng hùng hậu hơn giờ bệ hạ ra lệnh một tiếng chỉ huy bắc thượng lẽ nào không nắm vững thắng lợi. Mấy năm qua mặc dù ông ta nửa lui về ở ẩn, nhưng quân công hiền hách trước đây, không kể tư lịch vẫn có uy vọng, sáng chói một thời, diệt trừ cao vương, phải tính tới ông, lời nói rất có sức nặng, lần này góp lời chẳng những làm đám đại thần quy trình can gián theo phe ông ta cực lực phụ họa, mà trong đám người theo Phương Thanh tới cũng có người bị thuyết phục, thấp giọng bàn tán, thấy không phải không có lý. Phương Thanh không biết sao hôm nay nhiếp chính vương không lên triều mới rồi âm thầm phái người đi mời, đang lo lắng chờ đợi, thấy Cao Trúc như thế, người bên cạnh đều đang nhìn mình, đành bước ra, lễ bái thiếu đế xong, cân nhắc nói. Lời của Cao Thượng Thư tất nhiên cũng là có lý, nhưng theo thần biết, người bác địch không chung không nghĩa, tất thảy chỉ vì lợi mà tụ, không có lợi thì tan. Một đám không biết dạy dỗ thế nào, đều có toan tính, hiện giờ bị ép dưới dâm uy, mới tụ tập dưới chướng sĩ thư thôi, một khi bị binh mạnh đánh ép, nói bọn chúng vứt bỏ nội đấu đồng lòng đối ngoại, vẫn cần quan sát. Huống hồ liên quan tới sĩ thư, thủ đoạn người này thế nào, nhiếp chính vương chuẩn bị cuộc chiến đã lâu, chắc hẳn hiểu rõ không hề nông cạn. Nếu bây giờ không đánh, nếu nhớ đâu cuối cùng địch đình không lưỡng bài câu thương, ngược lại bị sĩ thư ngồi vững ngôi vị, đến chừng đó, cục diện e sẽ khó mà dọn dẹp. Phương Thanh vừa dứt lời, đám người vừa giao động kia, lại cảm thấy có lý. Cao Trúc lộ vẻ giận dữ, quay sang Phương Thanh. Ý ông là gì? hàn ám chỉ ta bất lợi triều đình. Phương Thanh phủ nhận. Cao Thượng Thư chớ trách, ta cũng chỉ nói vài câu suy nghĩ của ta thôi. Cao Trúc bỗng dập đầu với thiếu đế lần nữa. Bè hạ, thần vốn chỉ muốn yên lòng phụng dưỡng mẹ già đến cuối đời, thực là giờ đã vượt ra ngoài bổn phận của nhân thần, mới không thể không tấu lên. Thần không dám xen vào chủ trương của nhiếp chính vương, nhiếp chính vương tự có lý của ngài ấy nhưng thần tuyệt đối không phải sợ cuộc chiến. Năm đó thần đã từng đi theo thánh võ hoàng đế Nam Trinh Bắc chiến vào sinh ra tử, nếu triều đình cần, bệ hạ tín nhiệm, thần tình nguyện lập tức mặc giáp ra trận. Ông vừa dứt lời, tháo vặt áo quan bào trên người lộ thân trần, chỉ vào vết thương cũ. Đây chính là chứng cứ cho tấm gan trung trinh của thần. Chiến sự trọng đại, liên quan đến quốc vận, xin bệ hạ thần trọng suy nghĩ. Giọng ông to vang, lại hành động vậy, khí thế cực kỳ bức người. Trong ngự thư phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Phương Thanh thầm ngó thiếu đế, ngài vẫn im lặng. Ông thực không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đấy. Đến tận đây, ông không dám nói thêm gì, đành ngậm miệng. Thần khẩn cầu bệ hạ, lập tức hạ lệnh, nhạn môn thu binh. Cao Trúc sửa lại y phục, lại nói. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ. Trong ngự thư phòng vọng một tiếng hô trình tề theo. Nhiếp chính vương đến cùng đi đâu nhỉ? Phương Thanh lặng lẽ ngước mắt, thấy thiếu đế như bị âm thanh can gián làm bừng tỉnh, bỗng nhúc nhích, nhướng mắt như có vẻ nhìn đến tấu chương nâng trên tay Cao Trúc, không khỏi khẩn trương tim đập nhanh thêm. Bè hạ! Cao Trúc đang định bò dậy trình lên tấu chương, đúng lúc này, nghe có tiếng mở cửa chầm chậm sau lưng. Phương Thanh quay lại, trái tim vừa bị nhấc cao, rốt cuộc rơi xuống. Người mấy ngày không hề lộ diện, thúc thận huy cuối cùng đã tới. Y tử tay chậm rãi đẩy cửa ra, xuất hiện ngoài cửa ngự thư phòng. Ngay lập tức, mấy người kia cũng quay đầu nhìn theo tiếng động. Trung quanh tĩnh lặng như tờ, trong ánh mắt mọi người, y cất bước đi đến, dừng trước mặt thiếu đế thi lễ, cũng không nhìn trung quanh, chỉ nói. Toàn bộ lui ra. Giọng y không lớn, lại mang uy nghiêm không gì sánh kịp. Phương Thanh hồi thần, cực kỳ vui mừng, lập tức dẫn người đứng ra sau y hành lễ, nhanh chóng lui ra. Những người vừa rồi còn quỳ dưới đất, len lén liếc Cao Trúc, thở cũng không dám thở. Cao Trúc từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, bóng người hơi gượng. Bổn vương và bệ hạ có việc muốn bàn, sao, ông muốn dự thính. Thúc thận huy quét mắt qua ông ta, lạnh lùng thốt. Mặt Cao Trúc lộ vẻ ngượng ngùng, hơi khom người với y, nói. Không dám. Ông ta ngó thiếu đế một chút, chậm rãi ra ngoài. Những người còn lại cuốn quyết bò dậy, hỗn loạn tranh nhau hành lễ với thúc thận huy rồi lập tức vội vàng đi theo. Ngay lập tức, ngự thư phòng vừa mới chật trội vì người đứng đầy trở nên trống trải. Nếu thần thưa bệ hạ, thần đối với bệ hạ, tuyệt đối không hài lòng, bệ hạ tin không? Thúc thận huy nhìn thúc tiền, mở miệng hỏi. Nắng sớm từ cửa sổ phía nam ngự thư phòng xuyên vào. Bóng nắng tràn trề, trong mắt y cũng mang ý cười ôn hòa, không còn vẻ uy nghi giận dữ khi đối mặt quần thần. Thúc tiền từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, lúng túng nói. Tin. Thúc thần huy gật đầu. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần vô cùng cảm kích. Y lấy một cuốn văn thư, đi đến trước mặt thúc tiền, đặt lên đống hồ sơ trên bàn, dùng ngón tay thon dài chậm rãi mở quyền trục. Đây là chiếu thư, đêm giao thừa, thần và bệ hạ đã bàn xong chuyện thứ hai. Vốn rằng đã phát đi từ hôm Tết, chỉ hoán đã lâu, không phát ra nữa e rằng trong quân nhạn môn sẽ giấy lên nghi ngờ vô căn cứ bất lợi cho lòng quân. Thần xin bệ hạ phát binh, bây giờ là cơ hội tốt nhất, bệ hạ xem qua, nếu không chuyện gì thì có thể ký trương, giao cho trung thư tỉnh phát xuống các bộ chấp hành. Thúc Tiền không phản ứng. Thúc Thận Huy chờ đợi chốc lát, nếu bệ hạ không phản đối, thần cho là đã cho phép. Y mở hộp gấm giữ bảo ấn trên bàn, lấy đại ấn, mở ra, đóng trên văn thư. Đóng dấu xong, y ra xét lại chiếu thư cất lại đâu đó, lại nói. Nghe nói sáng sớm nay bệ hạ khó chịu trong người, chắc là suy nghĩ quá độ. Được bệ hạ tín nhiệm, không cho phép thần tử vị nhiếp chính, thần sẽ liều mạng cơ thể vô dụng này, ra sức ít lâu vì bệ hạ. Thần cáo lui. Y kính cần hành lễ với thúc tiền, lùi lại mấy bước, lập tức quay người định đi ra, nghe tiếng thúc tiền lầm bầm sau lưng. Tam hoàng thúc, nhất định phải vậy sao? Thúc thần huy dừng bước, chậm rãi quay lại, đối diện một đôi mắt ửng đỏ của thúc tiền. Y nhìn thúc tiền, gật đầu. Nhất định, bệ hạ, trận chiến này thời cơ đã đến, không thể bỏ lỡ. Nhất định phải đánh. Thúc Thận Huy nói xong, bước đi. Thúc ấy rõ ràng biết mình vừa hỏi, không phải trận chiến mà mình đã không thể là gì. Thúc ấy lại trả lời mình như vậy. Thúc tiền nhìn bóng lưng thúc Thận Huy, đờ đẫn. Cậu tin Tam Hoàng thúc, cậu thật sự tin tưởng sở dĩ cậu xoay ngược chiều cuộc chiến xảy ra dao động nguyên nhân cũng tuyệt đối không phải vì di trì kia nếu tam hoàng thúc có thể tạm thời đình chiến mình sẽ có đầy đủ lực lượng có thể không cần ngó ngàng đến di chiếu kia của phụ hoàng trong lòng thúc tiền tự nhấn mạnh với chính mình thế nhưng không thúc tiền cảm thấy dù thấy thái độ thúc ấy vẫn đối với mình như cũ song thúc ấy đã buông mình ngài trở nên lạ lẫm không còn là người quen thuộc kia trong khoảnh khắc thúc tiền bị niềm mất mát bất an to lớn, thậm chí như bị cảm giác sợ hãi siết chặt lấy. Lúc này, cậu nghĩ tới Khương Hàm Nguyên. Nếu như thím ở đây thì thật tốt biết mấy, thím chắc chắn tin tưởng mình, lý giải khó xử của mình. Xong, lại nghĩ lúc này thím đang chờ triều đình phát binh lệnh, nếu để thím biết, mình lại trần trừ đi ngược chiều chiến, thím sẽ ý kiến gì? Thúc tiền uể oải vô cùng, cả người mềm nhũn ngồi xuống. Nhạn môn, chớp mắt, Tháng riêng năm thứ ba trôi qua hơn nửa, ngày đông giá rét, trên đường đóng băng tuyết thật dày, mấy hôm nay quang cảnh, ngựa và binh sĩ không ngừng trà đạp qua lại, băng tuyết cũng chậm chậm bắt đầu tan dần. Nhưng, chiến lược chính thức và ủy nhiệm của triều đình theo dữ liệu vẫn chậm chạp chưa đến. Ban đầu, đám người cũng chỉ chờ đợi, nghĩ triều đình nhiều việc, có lẽ chậm trễ chút. Sau mấy ngày trước có một tin tức truyền đến, toàn bộ quân doanh bắt đầu bạo động. Khương Hàm Nguyên hôm nay đang có mặt ở Thanh Mộc Doanh. Tướng sĩ Toàn Doanh từ lâu đã chờ xuất phát, đợi ngày phát binh, đây là con đường phải đi qua. Tướng Thanh Mộc Doanh là một trong đội tiện trạm trung lộ, đi đầu mở hướng phương Bắc. Buổi chiều, cô đang cưỡi ngựa tuần biên ngay tiềm tuyến, Trương Tuấn vội chạy đến, phía đại bản Doanh đưa tin, đại tướng quân bảo cô qua một chuyến. Khương Hàm Nguyên lập tức theo về. Cô đến lúc trạng vảng, dừng ngựa ngoài khuôn viên, đối diện gặp Chu Khánh vừa chỉ huy binh sĩ vận chuyển đồ quân nhu trở về, liền cười thưa Chu Thúc. Sau khi định ra kế hoạch tác chiến hôm trước, bố trí tướng lĩnh, Chu Khánh vốn muốn đoạt cánh trung lộ, song Khương Tổ vọng lo vết thương cũ của ông, lệnh ông dẫn quân cánh phải, xem như cơ hội rửa sạch nhục nhã, ông đành tiếp nhận. Thấy cô tới, mắt sáng lên, bước nhanh ra đón mở miệng nói luôn. Trường Ninh, mấy hôm nay có tin, nói phía bác gã sĩ thư mới đăng cơ tính toán, mưu trí khôn ngoan, muốn cùng triều đình giảng hòa ngưng chiến, cao trúc trắng trợn thổi phồng, triều đình đang cân nhắc lại kế hoạch. Chuyện này là thật ư, cô có tin gì của nhiếp chính vương không? Hỏi xong, lại mắng cao trúc trong miệng. Tên họ cao kia, không phải bị con nít người hồ sợ vỡ mật đâu, mà có dụng ý khác, ngoài miệng, còn tin tên tiểu hồ ăn nói bừa bãi. Lời đồn này, gần đây cũng ẩm ý ở thanh mộc doanh, Khương Hàm Nguyên vừa nghe liền hiểu. Hôm nay cha đột nhiên bảo cô đến, hẳn là vì thế. Cô ở bừ đáp đôi câu, bước nhanh tới đại trướng. Tin cô đến truyền ra, chẳng bao lâu, ngoài trướng không ít tướng lĩnh tới, rồi binh sĩ từ từ tụ tập. Khương Tổ vọng gọi cô đến đúng là vì chuyện ấy, cao mày nói. Trong quân gần đây lòng người hỗn loạn, đại chiến sắp đến, ngày đêm động viên trò chiếu lệnh cuối từ triều đình, nếu thật sự kêu dừng, sẽ một hơi giết xuống, ảnh hưởng sĩ khí không nói, ta lo thực tế cũng không dừng được bao lâu. Để qua đi, nếu khởi động lại, e rằng địch ta sẽ là cục diện khác rồi. Hủy hủy, phía con có tin tức chuẩn xác gì từ nhiếp chính vương liên quan tới việc này không? Mỗi khi trời tối người yên, một mình nằm trong doanh trướng, lúc không ngủ yên, hễ nhắm mắt lại Khương Hàm Nguyên sẽ nhớ đến y. Cơn mất ngủ này, so với trước đây vì ác mộng mà ngủ không ngon giấc là cảm giác hoàn toàn khác. Mà gần đây, vì tin này, cô càng không chỉ một lần nhớ đến tình cảnh ước định lúc y nói với mình, ánh mắt và giọng điệu của y trên người y có một thứ cảm giác vững như thái sơn để cô hoàn toàn tin tưởng dựa vào chưa nói tới mấy chuyện đạo lý nước nhà to lớn trong tư tâm khương hàm nguyên tin tưởng nếu y đã đáp ứng cô tuyệt đối sẽ không thay đổi điểm này cô chưa bao giờ nghi ngờ sở dĩ triều đình chậm chạp không hạ chiến lệnh hẳn là có nguyên nhân khác không phải y đổi chủ ý mà chỉ cần chủ ý của y chưa đổi đừng nói một thượng thư bộ binh có là thiếu đế thúc tiền không muốn đánh cũng không có khả năng ngăn cản y hành động. Cô nghe tiếng binh sĩ ngoài trướng thấp giọng bàn luận xôn xao. Triều đình thật sự không đánh hả? Thật không đánh cũng được, chỉ sợ là giờ thì ngừng, vài bữa lại đến, ngày đêm chuẩn bị chiến đấu, đến cùng ngày nào mới. Trường ninh tướng quân mới vừa đến, cô ấy không phải nhiếp chính vương phi sao. Nói không chừng cô ấy có tin, chúng ta chờ chút. Khương tổ vọng ngó bên ngoài một cái, thấp giọng. Con đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi trước, cha ra ngoài, gọi người tất cả giải tán. Ông muốn ra chướng, Khương Hàm Nguyên nói. Cha, ngài nói với bọn họ, chiến lệnh chắc chắn sẽ mau tới. Bảo bọn họ không thể thư giãn, chờ đợi là được. Khương Tổ Vọng nhìn cô. Trước khi rời nhau, ngài nhận lời con, ngài không có lý do không chiến. Ngữ điệu cô cực kỳ kiên định. Khương Tổ Vọng suy nghĩ một lát, rời đi giải tán đám đông. Tương sĩ đã biết, hẳn chỗ nhiếp chính vương đã nắm chắc, ầm mấy ngày giờ mới lắng lại, đang định rời đi thì ngoài đại doanh bỗng có tiếng ồn ào, lính đưa tin chạy vào thông báo. Đại tướng quân, thánh chỉ triều đình đến, lệnh đại tướng quân ra chướng nghênh chỉ. Khương tổ vọng nhanh chóng dẫn thuộc cấp ra cổng, thấy một toán người dừng chỗ đó, quả nhiên là tin thừa khẩn cấp xuất phát trường An Ven đường tiếp sức vừa chạy đến, đưa đạo thánh chỉ vẫn luôn được mong đợi kia. Đường kim hoàng đế phong khương Tù vọng làm binh mã đại ngụy yên soái nhận hổ phù, ban thường trảm mã bảo kiếm, tự có thể châm trước phân công tu tù cấp, tùy ý xuất binh nhạn môn, thu phục bắc cảnh. Khương Tổ vọng quỳ xuống tiếp chỉ, đêm đó tin tức truyền ra, mười dặm bắt đầu từ năm ngoái tụ về liên doanh này đợi chiến đã sôi trào, tướng sĩ đánh trống gieo hò, lòng quân phân chấn. Khương Tổ vọng tổ chức hội nghị giữa các tướng lĩnh ngay trong đêm, xác định ngày xuất binh, kiểm duyệt sắp xếp trước cuộc chiến, tuyên bố chiến sự chính thức khởi động công cuộc chuẩn bị trận chiến mãi đến khuya mới kết thúc. Khương Hàm Nguyên trước khi rời đi, nhìn cha, ông đứng trước xa bàn, xoay người cắm cờ nhỏ ở từng mỗi yếu điểm chiến lược, không hề có chút mệt mỏi, ho khan vài tiếng rồi nén xuống ngay, tinh thần cực kỳ quắc thước, cả người giống như đột nhiên trẻ hơn 10 tuổi. Cô biết trông mong nửa đời ông cuối cùng hôm nay đã đến, lòng không khỏi vui mừng, song không biết sao, lại như có mấy phần sầu não. Cô đứng ở một bên, yên lặng hầu. Khương Tổ vọng lướt qua một lần chiến lược, ngừng lên thấy con vẫn còn đó, dục Sao con còn ở đây? Không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi. Thấy cô con muốn nói lại thôi, chợt hiểu. Cha cũng đi nghỉ đây, con yên tâm, hiện giờ cha ổn cả, sẽ không chậm trễ chiến sự. Năm ngoái Thúc Thận Huy gọi Lương Y đến, dù không chạy chữa kịp cậu, nhưng sau khi trần trị cho cha xong, có bục ít thuốc, ông ấy luôn dùng, tuân theo lời dặn y quan. Khương Hàm Nguyên gật đầu được. Cô rời khỏi đại trướng của cha, đón gió đêm, vừa chậm rãi đi, vừa ngắm nhìn lửa chạy điểm suyết trong liên doanh rộng lớn, cảm xúc chập trùng, đợi đến trước căn lều của mình thì thấy thân binh dẫn một người đến, thưa. Tướng quân, tối nay có một người đến từ trường An bảo là theo lệnh nhiếp chính vương, đến đưa đồ cho vương phi. Người nọ bước lên, khom người gọi vương phi. Khương Hàm Nguyên nhận ra, đúng là thống lĩnh thị vệ của vương phủ vương nhân, không khỏi kinh ngạc, hỏi là vật gì. Vương nhân tháo vật buộc chặt trên người xuống, dâng lên hai tay, cung kính nói. Khởi bẩm Vương Phi, chính là vật này. Khương Hàm Nguyên nhận lấy, thoảng qua nắm nắm, cảm giác bao ở bên trong bên trong giường như hộp dài loại hình vật, đè xuống nghi hoặc, gật đầu nói câu vất vả, lại hỏi. Hắn phải chăng có chuyện? Đúng vậy, Điện Hạ nói, lúc cầu hôn Vương Phi đã chuẩn bị vật này. Bây giờ đưa tới, xin Vương Phi phải bảo vệ cho tốt, chuẩn bị dùng vào tương lai. Khương Hàm Nguyên nghe xong, càng không hiểu, lại hỏi. Ngài còn dặn dò gì khác không? Vương Nhân lắc đầu. Đây là tất thảy, ti trước sợ chậm trễ, tự mình tới, tự tay giao cho Vương Phi. Vật đã đến tay, sáng mai ti trước sẽ về ngay. Mượn ánh lửa trường bên cạnh, Khương Hàm Nguyên thấy anh ta phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là do gấp rút đi đường. Hồ Thần Bình dẫn anh đi nghỉ ngơi, mình cầm món đồ quay vào lều, không nhịn nổi mở bao vài cột bên ngoài, lộ ra một chiếc hộp dài. Đây là hộp đao, cô từng thấy qua, cũng không lạ. Cô đã đoán được bên trong là gì. Cô nhanh chóng mở ra nắp hộp, quả nhiên, thanh đao đính ước quen thuộc, đập ngay vào tầm mắt. Chương 90. Khương Hàm Nguyên chậm rãi rút đao khỏi vỏ, lưỡi đao đòn ánh nến, hiện ra sắc lạnh như tuyết, sáng bức người. Cô nhìn một lát, cắm lại đoàn đao vào vỏ đao khảm bảo thạch hoa lệ, xuất thần. Ý chàng là gì? sao tự dương phái người đưa tới thanh đao mình để lại năm ngoái trước khi rời kinh. Lẽ nào cuối cùng chàng đã nhớ lại chuyện xưa, hiểu lời mình nói hôm nào, dùng cách huyền truyền này để đáp lại. Phản ứng đầu tiên của cô là vậy, song lòng vừa chấn kinh đã trùng xuống, nghĩ đến lời vương nhân truyền tới, lập tức phủ nhận suy đoán. Hoàn toàn không giống. Như vậy, lẽ nào tự dưng chàng nhớ chuyện giữa tháng tư, hy vọng có thể gửi thanh bảo đao có ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai đến bên cạnh mình. Dù sao, lần trước lúc hai người tách ra, chính Khương Hàm Nguyên cũng cảm giác rõ ràng, sóng tình cảm âm thầm dâng lên giữa bọn họ, mối quan hệ vi diệu đã hoàn toàn khác hồi giữa tháng tư. Cô đăm đăm nhìn thanh đao, nhớ đến mấy ngày chàng ấy lặng lẽ bầu bạn cạnh mình ở thung lũng thành vân lạc, một cảm giác ấm áp như dòng suối róc rách chậm rãi tuôn ra từ đáy lòng mình. Cảm giác có chút chua sót, nhưng lại trộn vài phần ngọt ngào man mác, nhưng từ từ, cô lại cảm thấy không đúng lắm. Sau khi chàng ấy về lại Trường An, hẳn là dốc toàn bộ tinh thần vào công cuộc chuẩn bị cho cuộc chiến, sẽ không, cũng không nên ở thời điểm này mà chuyên chú vào tư tình. Nhất là liên quan tới trận chiến này, mấy hôm trước hẳn là triều đình đã xuất hiện biến số. Chiến lệnh đến trễ là minh chứng. Thời điểm đặc thù như này, sao chàng còn phân tâm vào sự việc có vẻ hơi không đúng lúc kia? Khương Hàm Nguyên càng nghĩ càng thấy khác thường, thậm chí đến cuối cùng, cô lại nhớ tới hôm họ tách ra không hiểu sao trong lòng cô sinh ra cảm giác chẳng lành. Cả đêm cô không thể bình yên nổi, sáng sớm hôm sau, không chờ kịp đi tìm vương nhân hỏi thăm tình cảnh. Nhưng hỏi mãi chỉ xác định một sự kiện, là mấy ngày đó do tin sĩ thư ngưng chiến quấy nhiễu, trong triều đình đúng là có tiếng kêu gọi ngừng chiến. Điện hạ nói, vương phi cất ký là được, còn lại tất thầy đều ổn, vương phi không cần quan tâm. Cuối cùng hắn nói, Khương Hà Nguyên vẫn buồn vô cớ, sau đó cười nhạt, có lẽ bản tính mình bi quan, hay nghĩ quá nhiều về mọi chuyện. Có thể có chuyện gì không tốt chứ, xem như trong chiều xuất hiện chút ít tạp âm quấy nhiễu, cũng khó tránh khỏi. Nhất định chàng có thể ứng đối. Vốn chẳng có chuyện gì đâu, chàng đưa đau đến, chỉ là bận rộn muốn gửi gắm ít tình cảm thôi. Cô nhờ vương nhân chờ một lát, về chứng vội vàng viết phong thư để hắn mang về trường an giao cho chàng. Mà tiếp đó cô cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều về chuyện này, phát binh sắp đến. Mấy ngày sau, đại quân tập hợp, Khương Tổ Vọng xuất lĩnh toàn thể tướng sĩ tuyên thể tế cờ trước khi xuất quân, lập tức theo kế hoạch đã định, chia ra ba đường, ra nhạn môn Bắc Tiến. Hôm tuyến trung lộ quân ra khỏi thanh mộc nguyên, cờ sĩ giạp trời, quân dùng uy nghiêm, quân trận 200 người lập một nhóm, tướng bọc đầu đuôi. Thám báo, quân tiền trảm, kỵ binh, bộ tốt, lính quân nhu bọc hậu, đội ngũ hoành tráng kéo dài đến hơn 10 dặm địch doanh đối lập với thanh mộc doanh nhiều năm điều tra được động tính, mấy ngày trước đã rút lui. Thống lĩnh nhánh đại quân của Khương Hàm Nguyên lần này triệu phác là một lão tướng quân, tác chiến vững vàng có tiếng. Khương Hàm Nguyên rất kính trọng ông, phối hợp mọi chỗ. Nhìn lại xí thư, sau khi đoạt vị lên ngôi, dù cũng đã lập tức bắt đầu triệu tập nhân mã, ứng đối trận chiến quy mô lớn từ đại ngụy, nhưng chưa hoàn toàn xử lý tốt chuyện nội bộ phân tranh vẫn sẽ có ảnh hưởng đến bước chuẩn bị chiến đấu kế hoạch ban đầu của gã là cố hết sức ngăn chặn đối phương, tranh thủ thời gian. Chỉ cần cho gã 3 tháng, gã nghĩ sẽ có thể quét sạch nội bộ triệt đề, còn hiện giờ chưa thể thoại nguyện, quân ngụy nhanh chóng chia ba ngả đánh tới, không khỏi đối phó vội vàng. So sánh hai bên, kết quả có thể nghĩ. Quân ngụy hành quân mấy ngày, vào sâu yến châu xong, liên tiếp đánh mấy trận, đều chưa gặp được lực cản lớn, thuận lợi tiến lên, chưa qua nửa tháng đã đoạt đại ninh một yếu địa quân sự của yến châu, tiếp đó mục tiêu trực chỉ Quảng Ninh. Quảng Ninh là quận phủ của Yến Châu, cũng là cứ điểm quân sự lớn nhất. Chỉ cần đánh hạ Quảng Ninh, Yến Châu cơ bản xem như về tay, tiếp đó sẽ có thể kiếm chỉ U Châu. Bình thường Quảng Ninh có đội quân 5-6 vạn thường trú, xí thư đương nhiên không ngồi xem U Châu mất đi lá chắn cánh trái. Ngay từ khi chiến sự mới bắt đầu đã định ra kế hoạch phản kích nguyên chiến ở vùng quan trọng này, đây cũng là một trong các nguyên nhân vì sao quân ngụy cả một đường ca khúc khải hoàn xí thư đã chuẩn bị chu đáo ở nơi này, khẩn cấp điều 5 vạn binh mã nơi khác đến, tổng cộng hơn 10 vạn đại quân, do thân tín của gã tả quang vương tỏa chấn. Người này là quý tộc Bắc Địch, có danh hào hùng sư, sau khi đến nhận chức ngày đêm chuẩn bị chiến đấu, chờ hôm quân ngụy đến, Quảng Ninh trong phạm vi 300 giảm vườn không nhà trống, thành quan vững như thành đồng, như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, vắt ngang qua con đường tiến quân của quân ngụy. Tuyến quân trung lộ của quân Ngụy cuối cùng cũng đã được chân chính khảo nghiệm từ khi khai chiến đến giờ, tuần giữa tháng 2, hai bên cộng lại gần 30 vạn quân, gặp nhau ở cánh cổng Tiên Quan Quảng Ninh. Quân Ngụy mang thế thắng trước giờ chạy đến, lại bị thất bại nơi này. Nước yến nhiều núi, Tả Quang Vương cũng không phải hạng người qua loa, chẳng những lợi dụng địa hình đợi quân địch mệt mỏi mới tấn công, chiếm hết ưu thế, mỗi trận chiến đều tự mình ra trận cổ vũ sĩ khí. Quân Ngụy quân tổ chức nhiều lần tấn công đều không có kết quả, tổn thất không nhỏ, đành chậm dần thế công, từ từ chuyển từ tiến công sang thế rằng co. Quân địch thừa cơ từ điểm quan sát trên thành đổ nước tiểu nước phân bẩn thiêu các thứ, từ sớm đến tối nhục mạ không dứt, thỏa thích nhục nhã quân Ngụy. Tương sĩ quân Ngụy đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối mặt với chướng ngại vật lần này, trong phút chốc không thể làm gì. Cuộc chiến bất lợi mang tới hậu quả mặt trái rõ ràng cánh quân ngụy bị chặn lại ở thiên quan gần một tháng không thể tiến lên một bước trong quân chẳng những sĩ khí suy sụp mạnh mà giữa hai tướng chỉ huy tối cao một già một trẻ khương hàm nguyên và triệu pháp cũng bắt đầu không thể tránh khỏi xuất hiện ý kiến không hợp nhau lão tướng quân thương lính như con xưa nay chủ trương không cầm chắc không đánh hiện giờ so thế quân hai bên quân địch còn có điểm lợi địa thế bèn không muốn mạo hiểm cường công tiếp thám báo đông đảo phái ra cũng có thu hoạch xác minh địa hình chung quanh Báo cáo bên ngoài mấy trăm dặm có một con sông lớn, vốn là sông rộng nước xiết, rất nguy hiểm, song năm ngoái khô hạn, cộng thêm vùng thượng du mùa đông đóng băng chưa hoàn toàn tan chảy, hiện giờ nước khô kiệt, có một khúc sông mà mặt nước cao nhất chưa vượt qua ngực, có thể vượt qua, từ đó tránh được cổng Thiên Quan, ôm lấy Quảng Ninh. Ông Bèn sinh ý lui binh. Làm phó chỉ huy Khương Hàm nguyên lại có sách lược khác. Cho rằng lui binh là động tĩnh quá lớn, khó che giấu đối phương. Qua khảo sát thực địa, cô cho rằng địa hình bờ bên kia phức tạp, dễ dàng bố trí mai phục, lo rằng nếu quân địch đuổi đến trước phe mình, dự đoán việc chiếm lĩnh địa hình có lợi, thừa lúc quân ngụy lên đội hình tán loạn lại đón đầu tấn công thì hậu quả khó lường, đến chừng đó, tổn thất so với cường công phá thành có khi còn gấp bội. Triệu Phác không nghe lọt ý kiến của cô, cho rằng cô trẻ tuổi nóng lòng, chỉ vì trước mắt mà không đặt tính mạng tướng sĩ trong lòng, triệu tập họp các bên định ra phương án, để lại một đội quân ở đây, mỗi ngày cố tình bày nghi trận, mê hoặc quân địch, còn đại bộ phận quân ngụy thì thừa dịp trời tối từng nhóm rút lui, buộc trong 10 ngày đuổi tới địa điểm chỉ định, nhanh chóng vượt sông, trước khi quân địch quân phát hiện đuổi tới sẽ chiếm xong bờ bên kia. Một bên là lão tướng có bề dày đánh trận ổn trọng thâm hậu, không thiếu bộ hạ cũ ủng hộ, một bên là viên tân chỉ huy sắc bén mấy năm gần đây dù là chiến công hay danh vọng đều rực như mặt trời ban trưa, cho dù Khương Hàm Nguyên không có thân phận con gái Khương Tổ Vọng hay nhiếp chính Vương Phi gia cố, cũng đủ để trong quân, nhất là tướng sĩ trẻ tuổi cấp trung và dưới, có được sức hiệu triệu lớn có một không hai. Triệu Pháp là lão tướng, tự có kiên trì của lão tướng, một khi nhận định sẽ không đổi chủ ý. Khương Hàm Nguyên cũng là người góc cảnh, cũng kiên trì không kém, không chịu lơi. Nghe nói, trong cuộc hội quân lâm thời mấy chục người tham gia, cô chất vấn phương án của lão tướng quân trước chúng. Không tới mấy ngày, tin cấp trên truyền ra, trên dưới trong quân không ai không biết. Rất nhanh sau đó, tướng sĩ trong doanh trận cũng chia phe theo, một số ủng hộ triệu pháp, còn lại theo thanh mộc doanh, tình nguyện nghe theo hiệu lệnh tướng quân Trường Ninh. Ban đầu hai bên còn kiềm chế chờ kết quả, mấy ngày sau, gần tới cuối tháng 2, triệu pháp lo lắng thời tiết ấm áp dần sẽ tăng mực nước, lợi dụng thân phận chỉ huy hành quân cưỡng ép hạ lệnh xuống dưới chấp hành. Lần này như thọc chúng tổ ong vào vẽ, màn đêm buông xuống, một đám binh sĩ thanh niên trai tráng dưới sự dẫn đầu của Dương Hồ đã có xung đột với một nhóm thân binh của lão tướng quân. Thoạt đầu hai phe chỉ tranh cãi, sau lại thành bất ngờ làm phản, chẳng những ra tay đánh nhau, còn có người vì xúc động phẫn nộ mà đốt doanh chứng cho hà giận, trong tích tắc ánh lửa trong doanh mút trời, may mà, cuộc bất ngờ làm phản rất nhanh đã bị chấn áp. Dù sao Khương Hà Nguyên cũng là người có cái nhìn đại cục, không đến mức hành động theo cảm tính, vì bảo đảm đầu của Dương Hồ không những tự mình nghiêm khắc trừng phạt đám gây rối bao gồm cậu ta, đêm đó, lùi một bước cầu chuyện khác, cũng tiếp nhận sách lược của Triệu Phác, nhưng cho rằng 10 ngày là không ổn. Cô dẫn đầu một đội khinh kỵ làm tiên phong, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đuổi tới, dẫn đầu vượt sông, dò đường cho đại đội phía sau. Triệu Phác là lão tướng, lại là trưởng bối của Khương Hàm Nguyên, thấy cô cho mình bậc thang, dĩ nhiên sẽ cho qua, đồng ý. Cứ thế, quân lệnh lập tức chấp hành, đêm đó Khương Hàm Nguyên dẫn nhóm người ngựa đầu tiên vòng lại lên đường. Đêm hôm sau, phần lớn quân rút lui, chưa đến ban đêm, mười mấy vạn đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện đã im ắng không tiếng động rời đi, chỉ để lại một đội mấy ngàn binh, do một phó tướng tên lôi biện dưới trướng triệu phát xuất lính, yêu cầu dùng hết thủ đoạn phải mê hoặc đối thủ, kiên trì 10 ngày. Hôm ấy, trong đại doanh chống trải, đội binh mấy vạn người cuối cùng cũng đã rời đi đêm qua. Trời sáng, lôi biện bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, cho một ngàn người lợi dụng địa hình ruộng dốc chập trùng ngoài thiên quan trưng cờ sĩ khắp nơi nổi trống hò hét ra vẻ đại quân sẽ bất kỳ lúc nào có thể tiến công còn mình dẫn đầu hai ngàn quân giả bộ là đội tiên phong cảm tử phát động tiến công thiên quan tiến vào tầm bắn cung của đối phương bị trận tên tập kích bèn quay đầu rút lui chốc lát lại tiếp tục tiến công Thứ thế lặp đi lặp lại mấy lần sau nửa ngày đến trưa tướng sĩ phất cờ hò reo miệng đắng lưỡi khô bắt đầu dã rời tấn công có mấy chục người không may Lối lui binh bị tên bắn trúng, đau đớn không xiết, cũng may có mặc giáp bảo vệ trên người, đa số bị thương xong không ảnh hưởng tính mạng. Lôi biện lệnh tướng sĩ nghỉ ngơi, đốt khói bếp đám đám khắp doanh địa, tiếp tục mê hoặc quân địch. Dày vào nửa ngày, chính hắn cũng bụng đói réo vang, vừa ngồi xuống, nhận lấy phần cơm canh thân binh đưa lên, đang ăn như hổ đói thì trên mặt đất hướng thiên quan, một màn sương mù màu vàng không hề dự đoán trước dâng lên. Là khói bụi nó chậm rãi bay lên trời, chớp mắt, như già vân tế nhật, cuồn cuộn bay lên, hết sức kinh người. Tướng quân, đại đội binh mã người địch xuất quan, chém giết tới. Một binh sĩ phụ trách canh gác cưỡi ngựa chạy như điên vào doanh, hô dài. Lồi biện ngẩng lên, bỏ ô cơm, rồi gấp rút áp tai xuống đất, nghe âm thanh rúng động từ mặt đất truyền đến, chợt biến sắc, nghiêm nghị hét to. Toàn bộ rút lui, chạy mau. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, giờ phút này kỵ binh đang vào tới nơi đây tính tới hàng vạn không chỉ thế nhìn diện tích và tốc độ đám bụi mù lên không kia mà phán đoán đằng sau hẳn còn một đại đội đang tiếp tục xuất quan dùng mấy ngàn người giao đấu với đội quân lớn như thế không cần nghĩ trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành bột mịn mấy binh sĩ phía trước rối rít nhảy lên có người đang nghỉ ngơi khôi giáp cũng không kịp mặc xoay người lên ngựa quay đầu chạy tả quang vương nước địch tự mình thống lĩnh kỵ binh phía trước sau khi xuất quan, giống như sóng chiều dâng, gấp rút ập đến trước doanh trận quân ngụy. Gã nhìn thấy rất rõ, quả nhiên nơi đây là tòa doanh trống rỗng, đám binh sĩ bầy hư trận kia bị đánh tơi bời đang chật vật chạy trốn, cười to, sai người ngựa theo bố trí, đuổi đánh với tốc độ cao nhất, đuổi kịp quân ngụy đang rút lùi phía trước đánh úp bất ngờ, giết đối phương đang chờ tay không kịp, một phát tiêu diệt sạch. Tháng trước, khi đại đội quân ngụy chạy đến đây, đánh dẹp rất nhiều dân chúng không kịp chạy thoát xung thành dân phu vận chuyển đồ quân nhu, để bù đắp cho hành quân đường dài không tiện. Tả Quang Vương khác với những viên đại tướng dựa vào vũ lực trinh phạt như bọn Khâm Long ở địch đình, hắn thiện mưu, chẳng những đã sớm hiểu rõ tình huống sông lớn phía mấy trăm dặm ngoài kia, còn phái mật thám người Hán đầu hàng phía mình trà trộn vào, dùng thân phận dân phu hoạt động, âm thầm rình mò động tĩnh quân ngụy, thu thập tình báo. Đêm đó trong doanh trại quân ngụy có tiếng nổ lớn, giấy lên ánh lửa, không giống như dị động bình thường, còn có lão tướng Triệu Pháp và Khương Hà Nguyên bất đồng ý kiến, toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn tương kế tự kế, ẩn nhẫn không phát, chờ đến hôm nay truy sát. Sau khi xuất quan đã dẫn binh mã truy kích cực nhanh, chưa tới một canh giờ, xa xa nhìn thấy một đại đội hành quân. Chính là nhóm chủ lực quân ngụy vừa rút đi đêm qua, số lượng tổng cộng 5 vạn. Hôm nay tả Quang Vương chỉ để lại trong quan nội hơn vạn người, còn lại hơn 10 vạn, dốc toàn bộ lực lượng. Sau khi khai chiến, Xí Thư xem Quảng Ninh là một tấm chắn có lực để mình tranh thủ thời gian, để bảo đảm không mất, đã phái đội quân tinh nhuệ tới, chiến mã hùng tráng, kỵ binh dũng mạnh, chiến lực tổng thể cực mạnh. Tả Quang Vương muốn lấy đông địch ít, bằng tốc độ nhanh nhất dốc toàn lực điên cuồng tấn công, không tiếc bất kỳ giá nào, nuốt chừng nhóm quân ngụy này xong sẽ tiếp tục đuổi bắt đội quân đã xuất phát đi từ đêm trước, cứ thế cuốn theo, cuối cùng tiêu diệt sạch. Nhân số đối phương bấy giờ không đến một nửa của mình, lại gấp gáp đi đường, hoàn toàn không phòng bị, cơ hội chiến đấu này ngàn năm một thuở. Giờ khắc này, trong mắt Tả Quang Vương nước địch, những gì hắn nhìn thấy phía trước, không phải quân địch, mà là vinh quang vô thượng sau khi hắn lập được đại công. Lúc này, quân Ngụy đã đi tới một chỗ xung quanh đều là dốc núi, ở giữa là vùng đất hoang lõm xuống. Vì tăng tốc độ hành quân, đội ngũ trải dài bắt đầu thu hẹp. Từ trên cao nhìn xuống, giống như vô số con kiến đang từ từ di động trên mặt đất. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để khởi sướng vây công bất ngờ, tả quang vương không do dự nữa, ra lệnh một tiếng, dẫn toàn bộ người ngựa sau lưng, trùng sát tiến lên. Tiếng vó ngựa và hò hét của hơn 10 vạn kỵ binh ra roi chiến mã chạy tới, là bực nào kinh khủng, toàn bộ núi non rúng động, nói gì là tướng sĩ nước ngụy không hề phòng bị trước mặt. Chờ chúng kịp phản ứng, muốn kết trận phản kích đã không còn kịp, cho dù có là tướng sĩ nước ngụy gặp nguy không loạn cũng hết cách, chuyện duy nhất có thể làm, chính là lung tung cua đại bất kỳ vũ khí nào có bên người mà ngăn đám kỵ binh nước địch nương như mưa to gió lớn vọt tới kia. Tả quang vương một ngựa đi đầu, dẫn một kỵ đội tinh nhuệ sau lên vọt lên vào giữa đám quân ngụy, không cần tốn nhiều sức, xé rách biển người. Rất nhanh, một mảng quân đại ngụy bên trái tụ vào dốc núi bên trái, bên phải tụ sang dốc núi bên phải mà đi, hy vọng có thể dùng thế sườn núi tạm hoãn tốc độ trùng sát của địch kỵ, tranh thủ cơ hội phản kích. Tả Quang Vương cho bộ hạ dốc toàn lực truy sát, chớ chưa bất kỳ cơ hội thờ dốc nào cho binh ngụy, còn mình hướng tới mặt cờ phía trước, tiếp tục đánh tới. Đường lúc hắn xông vào quân ngụy như soi đói xông vào bầy cừu, đánh đầu thắng đó, đột nhiên, nghe bên trái tay mình một tiếng trống trận chấn tiên, quay đầu, chỉ thấy phía dốc núi cánh trái mình, đội kỵ binh nước ngụy tính đến hàng vạn giết ra khắp núi sau khi họ xuất hiện đám quân ngụy đang thất kinh chảy tứ tán cũng khựng lại đột ngột nhào nhào chụp lấy trường mâu và cung tiễn giấu kỹ trở dưới đất quay lại nhanh chóng kết trận nâng mâu hợp thành từng lớp tiễn trận mâu trận kín kẽ chờ đợi địch kỵ đang điên cuồng vọt lên tả quang vương kinh hãi còn chưa kịp phản ứng lại nghe tiếng trống cánh phải bên tai quay lại thấy tình cảnh giống thế ập tới cánh phải của hắn lúc này hắn sực tỉnh mình đã bị mắc bẫy Máu vừa sôi trào của hắn đã chuyển sang lạnh buốt, nhưng hắn nhanh chóng định thần, phát lệnh cho tất cả thủ hạ còn chưa xông vào vòng vây toàn bộ ổn định lại, vừa đánh vừa lui, không cần kinh hoàng. Cho dù là toàn bộ quân ngụy có bố trí ở nơi này, thì dùng số quân và sức chiến hôm nay mình đem ra, chỉ cần có thể kịp thời rời khỏi vòng vây còn chưa thành hình của quân ngụy, ra sức phản kích thì dù cuối cùng không thể phản thắng nhưng muốn thoát khốn, vẫn còn hy vọng. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, vẫn tính sót một điểm, nơi đây hẹp hai đầu, rộng ở giữa, là địa hình miệng hồ lô, vào dễ, song số lượng binh mã lớn muốn trong thời gian ngắn ra khỏi vốn la chuyện không thể, đại đội nhân mã phía sau của hắn, vốn không biết phía trước mặt có chuyện gì, tiếng chống trận cộng tiếng chép giết khắp núi cùng cốc trước mặt, chỉ khiến kỵ binh phía sau bị ca, ích thích, lo lắng không thôi, sợ đến muộn, đầu quân ngụy không đủ để chặt. Để tranh quân công, từng tên đỏ mắt chen nhau, kỵ đội như thủy triều, trùng sát tới phía trước. Ngay sau đó, đội địch kỵ đang lui lại gặp phải đội kỵ đang xông lên, hai phía bên ngoài là hai đội người ngựa, vốn không thể né tránh, cũng không dừng được, bị một lực kinh khủng va chạm, nghiền ép lẫn nhau. Bấy giờ, người đã không còn gọi là người, mà là món đồ chơi do máu thịt tạo thành, người ngã ngựa đổ, phá thành từng mảnh nhỏ, đầy đất đều là máu và xác thịt vỡ vụn. Mà phía sau, vẫn còn nhiều kỵ binh đang điên cuồng vọt tới trước. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến nửa nén hương, thắng bại đã định. Không chỉ thế, nơi đây cũng biến thành tu la tràng của binh địch, vô số người bị gờ, yết si ết, ết, càng nhiều hơn là chết do chiến mã va chạm, trà chả đạp lẫn nhau. Sắc mặt tà quang vương như cho tàn, biết đại thế đã mất, hôm nay không thể truyền mình, hắn cũng không lo nổi cho thù hạ phía sau, ý nghĩ duy nhất chính là chạy trốn. Hắn một đao chặt đứt cờ đem bên người, gấp rút triệu tập thân binh, vài trăm người vây hắn vào giữa thành một khối, dựa vào tốc độ xung kích cao nhất, không phân là ngụy hay là người một nhà, ai cản đường đều giết, cuối cùng giết ra đường máu, xông ra khỏi miệng hồ lô. Người đứng bên cạnh hắn, từ mấy trăm giải rác chết còn bảy tám. Bản thân hắn cũng không còn uy thế ngày thường, tóc tai bù xù, toàn thân nhúm máu. Phía trước có một con đường, hắn chuyển ngựa dọc theo đó chạy trốn, vừa qua một góc ngoặc, chợt ghim ngựa, con ngựa vốn đã bị thương, không thể chịu được sức nặng, rên một tiếng ngã ngựa, quăng hắn ra đất phía trước có một đội quân đang dừng, một nữ tướng khuôn mặt lạnh lùng sát khí oai hùng đầy người, ngang ngựa trên đường, chặn đường hắn. Tả Quang Vương chưa gặp viên nữ tướng nước ngụy trước mặt, song hắn biết, cô gái này hẳn là tướng quân trường ninh đại danh đỉnh đỉnh kia. Bản năng sống bảo hắn từ nhanh chóng bỏ dậy, một đao chém một thân tín gần đó té ngựa, xông đến phía trước lưng ngựa, quay đầu chạy trốn. Khương hàm nguyên quát, bắn chết hắn. Giọng cô vừa dứt, mấy mươi mũi tên mạnh mẽ vút vút lao tới, phụt phụt phụt, cùng tiếng xuyên phá áo giáp, sau lưng tà quang vương trong nháy mắt cắm đầy tên như nhím, người trên lưng ngựa loạn trọn vùng vẫy mấy lần rồi ngã xuống, mấy tướng địch còn lại cũng toàn bộ bị giết, không sót một tên. Trận này có thể gọi là trận thắng đơn phương giết chóc, cứ thế tiếp tục đến trạng vạng tối mới kết thúc. Trên chiến trường chất đống xác quân địch vô số kể, Khương Hàm Nguyên dẫn đại quân ngay trong đêm quay về thiên quan, sách đầu tà quang vương và đạn đá bắn lên quan lâu đích thân dẫn đầu quân ngụy tấn công. Trong quan, quân địch còn lại từ trong miệng mười mấy đồng đội may mắn trốn thoát biết được tin thảm bại, chủ lực tinh nhuệ đã bị giết hết, ngay cả tả quang vương cũng đã chết, phía ngoài kia tiếng giết chấn thiên, quân ngụy dơ cao bó đuốc trong tay như sao đầy trời. Trời chưa sáng, quan đã bị phá. Đến đây, hai thành lũy quan trọng quân địch Yến Châu thiết lập đều không còn, quân ngụy thuận lợi đoạt lấy quận thành Quảng Ninh. Hôm Khương Hàm Nguyên lãnh binh vào thành, nhìn thấy trên đất hoang ngoài thành, một đám đông lớn đang quỳ, binh sĩ trông chừng chung quanh. Đấy không phải binh địch, đều là dân bản xứ muốn chạy trốn bị bắt. Họ bị sung làm dân phu của quân địch trong trận chiến, đối kháng với quân ngụy, nghe tả quang vương đã chết, quân ngụy giết vô số binh địch, họ sợ hãi vạn phần, sợ mình cũng sẽ bị trả thù, thấy Khương Hàm Nguyên cưỡi ngựa đến, cao giọng hô nữ tướng quân, khóc ròng ròng xin tha mạng. Mấy ngày sau, Khương Hàm Nguyên đón lão tướng quân vào thành, đề nghị, ngoại trừ người Hán có chứng cứ xác thực đã sung làm nanh vút người địch, còn lại dân chúng bị ép buộc giúp đỡ, toàn bộ không truy cứu, thả về nhà. Triệu Pháp vốt dâu, cười ha hả. Cứ làm theo ý cô, thiên quan không dễ đánh, tả quang vương cũng không dễ đối phó, lần này có thể chiến thắng khắc địch, cô quyết công to lớn. Đợi ta báo cáo về triều đình thưởng công cho trường Ninh Cô. Thì ra, lúc thiên quan bị cản trở, đánh mãi không xong, lão tướng quân ngày đêm bất an lo lắng, tính kế hoạch vòng qua sông, song Khương Hàm Nguyên không tán thành, đấy là thật. Sau đấy, chủ tướng hai người không đồng lòng, dẫn đến trong quân chia phe bất ngờ làm phản, Khương Hàm Nguyên cuối cùng bị ép nhượng bộ, ấy đều là giả. Là sau khi phát hiện có gian tế, Khương Hàm Nguyên tương kế tự kế, bày kế dụ địch. Lão tướng quân tiếp nhận sách lược của cô, sau đó, chủ đào bố trí, lấy giả làm thật, lừa tả quang vương, dụ địch đi vào miệng hồ lô thích hợp đánh phục kích, một phát tiêu diệt đội quân địch lớn mạnh vốn kho đối phó này, thuận lợi phá thành. Trải qua trận này, lão tướng quân càng tán thành Khương Hàm Nguyên, cô nói gì cũng đều chấp thuận. Sau đó mấy ngày, ngụy quân lấy Quảng Ninh làm trung tâm, càn quét quân địch còn tàn dư chung quanh, triệt để khống chế Châu Yến, tiếp đó, đóng quân ngắn ngủi, vừa tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, vừa liên hệ hai đội cánh tả hữu cập nhật tình hình chiến đấu. Mục tiêu kế tiếp tiếp tục phát binh về phủ Nam Vương trung tâm quận Yến U Châu. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.